chương 39 Tiền tài Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cập nhật lúc 2014, 9, 6, 12, 14, 24 số lượng từ 3.255 thật vất vả đã định hợp đồng, mấy người tại ngày hôm nay buổi tối, cũng là vô cùng buông lỏng, mấy người tại trong quán rượu vẫn đợi đến đêm khuya, mới từng người trở về nhà, từng người nghỉ ngơi. Chỉ là, tại người khác lần lượt sau khi rời khỏi, alexander kéo lại lever người khác có thể sống phóng túng thỏa thích cao hứng hắn còn có một số việc cần thương lượng với lever nico có kiện sự tình ta nghĩ cùng ngươi nói một chút công ty của chúng ta phải hay là không cần phân ra đến một ít công ty cổ phần cho bóp bọn hắn alexander nói vấn đề kỳ thật lever mấy ngày nay tới giờ đã ở nghỉ này nhà công ty mặc dù nói là mấy người vẫn luôn tại cùng nhau công tác chẳng qua thành lập tài chính là Lever cùng Alexander hai người đấy. Dựa theo ngay từ đầu ước định, Lever chiếm 60%, Alexander chiếm 40%. Vài người khác tuy nhiên đều trong công ty làm việc, nhưng là bọn hắn đều xem như nhân viên tạm thời, mặc dù là bằng hữu, tuy nhiên lại chỉ là làm công mà thôi. Chỉ là mấy ngày qua, bọn hắn làm một chuyện cũng không chỉ là làm công nên kiếm sống. Ở công ty tới gần phá sản thời điểm, bọn hắn không hề rời đi công ty mà là tất cả đều giữ lại, cùng Lever, Alexander cùng một chỗ nghĩ đến như thế nào trọng chấn công ty, làm như vậy pháp tướng đem khó được, nếu lại lại để cho bọn hắn chỉ lấy một phần tiền lương, cũng có chút quá bất cận nhân tình rồi. Trước đó vài ngày, không có người nói đến những này. Công ty lúc kia đều là phụ tài sản rồi, căn bản không có tiền, lúc nào cũng có thể phá sản công ty, muốn công ty cổ phần có làm được cái gì? Chỉ là, mấy ngày qua công ty theo phụ tài sản đến buôn bán lời mấy chục triệu, thoáng cái phát lớn tài, hiện tại công ty kiếm tiền, Alexander cũng liền đang nghĩ nên như thế nào chia tiền rồi. Ta nghĩ, chúng ta một người lấy ra 10% chia hoa hồng, Michael, Bob, Clark, Jack, bốn người bọn họ, mỗi người đều phân đến 5%. Bởi như vậy, hai người chúng ta hàng năm cũng có thể có hơn 10 triệu thu nhập, bọn hắn thu nhập cũng có thể có hơn triệu. Bọn hắn đi theo chúng ta một mực rất vất vả, chút tiền ấy không coi là nhiều. Alexander nói ý nghĩ của hắn, 20% chia hoa hồng phân cho bốn người, kỳ thật cũng không coi là nhiều, mỗi người cầm tới 5%, làm vì là mấy ngày qua bọn hắn đi theo công ty bất ly bất khí khen thưởng, cũng thật là tốt đấy. Đương nhiên, đây không phải tất cả của bọn hắn bộ thu nhập. Ví dụ như Bob bây giờ là chủ bút biên kịch, không tính công ty chia hoa hồng hắn thu nhập, hắn cũng có thể có xa xỉ biên kịch thu nhập tập 30.000 Mỹ Kim không nói, căn cứ biên kịch công hội tranh thủ đến lợi ích, biên kịch tại phim truyền hình băng ghi hình cùng CD, ROM ở bên trong, đều là có thêm ít nhất 3% chia làm quyền đấy, liền có tính không chia hoa hồng, hắn cũng có thể có hơn triệu thu nhập, Clark cùng Michael tuy nhiên không có cao như thế thu nhập, chẳng qua tại studio giàu gì cũng là có một nhà sản xuất trợ lý chức vụ và quân hàm đấy, thu nhập cũng không ít, hơn nữa bọn hắn thực thiếu tiền rồi, đầy có thể mình làm. Một hai tập đạo diễn tạm thời lợi ít tiền, ngược lại phim Mỹ đổi đạo diễn là chuyện thường xảy ra, Lever không ngại lại để cho hắn đến đập. Chỉ là, những số tiền này nhiều hơn nữa, đó là bọn họ chính mình bằng bổn sự kiếm được đấy, là công tác tâm đắc, không phải mystery công ty cho bọn họ đấy, mà khoản này chia hoa hồng, liền là công ty cho được rồi. Chính mình bằng bổn sự tiền kiếm được cùng công ty đối với bọn họ bồi thường, là không đồng dạng như vậy ngược lại là làm lợi cho giác tiểu tử này rồi, cái gì đều không làm, làm theo cũng cầm chia hoa hồng. Lê nghĩ nghĩ, cũng nhẹ gật đầu. Hắn về sau đã làm sống chúng ta cũng phải phân hắn đấy, chúng ta cũng không phải chỉ làm cái này một chuyến, ánh mắt buông dài xa một chút, công ty của chúng ta tương lai kiếm tiền nhiều chỗ đây. Lê ngược lại là có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Alexander vẫn còn có lớn như vậy khát vọng. Có điều, hắn nói cũng không sai. Vốn phân cho bọn họ công ty cổ phần cũng không phải là bởi vì bọn hắn xuất lực, mà là bởi vì bọn họ bất ly bất khí. Có chút tiền có thể tỉnh, có chút tiền không thể tỉnh. Đối với chính mình cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp người, dù thế nào hà khắc cũng không có thể hà khắc đến bọn hắn trên đầu đi. Đã đều là làm việc với nhau người, như vậy chia tiền cũng là nên phải đấy. Ta không có ý kiến, ngươi xem đó mà làm thôi. Alexander cũng nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên hắn cũng liệu đến lever thống khoái tiếp nhận, trong những người này, kỳ thật cũng chính là Alexander đối với công ty vấn đề tiền bạc so sánh mẫn cảm, vài người khác, đều là chút ít không hiểu được cái gì gọi là tiền người, như vậy, quyết định như vậy đi. Chúng ta hiện tại đã có 3.000 vạn cho vay, chúng ta lưu lại 1.000 vạn, cung cấp công ty tốn hao. Dù nói thế nào, chúng ta được tìm một chỗ lý pháp luật sự vụ luật sư, sẽ tìm cái làm sổ sách kế toán, buôn bán thư ký ta tạm thời không cần, chẳng qua trong công ty một ít thiết bị, thiết bị cần mua thêm, nhân thủ cũng cần gia tăng, hơn nữa ngươi còn muốn mua kịch bản, những điều này đều là cần dùng tiền đấy. Còn lại 20 triệu, chúng ta liền phân ra đi, như vậy bọn hắn cũng đều có thể có một 100 vạn thu nhập, muốn mua gì đều đã đủ rồi. CBS định rồi nghiêm chỉnh quý phim truyền hình, như vậy tiền máy lên, cũng chính là hơn trăm triệu rồi, coi như là trong đó CBS đầu tư bộ phận, dùng CBS thiết bị cùng sân bãi đợi sông chống đỡ, hơn nữa nghệ năng công ty phân đi tiền, đây cũng là 6.000 vạn rồi, cái này 6.000 vạn, theo lý thuyết đợi được một năm sau mới cũng tìm được, có thể hiện tại mấy người ai cũng không muốn tiếp qua nghèo như vậy thời gian, nghệ năng công ty cũng chính là nhìn đúng cái này, mới cho bọn họ cho vay đấy. Nghệ năng công ty sau lưng là ngân hàng, bọn hắn ưa thích mystery công ty như vậy mượn tiền. Mà mystery công ty tuy nhiên bỏ ra một bộ phận tiền lãi, chẳng qua đổi lấy trong tay lập tức có tiền chuyện này đối với tất cả mọi người tốt mượn tới tiền ngươi ngược lại là tốn cũng thống khoái ta là người do thái mọi người không đều là nói chúng ta người do thái là thói quen tại vay tiền về sau chỉ muốn như thế nào quyệt nợ dân tộc sao alexander nở nụ cười có tiền không tốn chẳng lẽ còn tích lũy lấy hay sao đặt ở trong ngân hàng cái kia chính là tiền của người khác có tiền chính mình trước hoa thống khoái lại nói Lever cũng nở nụ cười, hắn gật gật đầu, đồng ý Alexander cách nhìn. Kỳ thật nếu để cho Lever nói, hiện tại đã nghĩ ngợi lấy chia tiền, mà không phải nghĩ đến đem công ty tiến thêm một bước kiêu ngạo, là có chút tầm nhìn hạn hẹp rồi, đem tiền tất cả đều lưu lại, tiến hành tiến thêm một bước đầu tư, sau đó lại để cho tiền của mình biến thêm nữa, đây mới là Lever nhận định chính xác cách làm. Chỉ là, Lever cũng chú ý tới, bọn hắn nghe nói có một số cho vay tới tay thời điểm hưng phấn chỉ nhìn qua trong tay bọn họ có tiền không tốn cái này khó tránh khỏi có chút quá hà khắc rồi chuyện đầu tư tình chính mình đề nghị thoáng một phát thì được rồi bắt buộc bọn hắn làm tóm lại không tốt như vậy quyết định như vậy đi thoáng một cái ta cũng thành trăm vạn phú ông rồi vì chia hoa hồng vì trăm vạn phú ông cạn ly alexander nở nụ cười dựa theo bọn hắn thương lượng kết quả Alexander cũng là có thể phân đến 600 vạn chia hoa hồng đấy, số tiền kia nói như thế nào cũng không phải con số nhỏ. Ngươi nên được đấy. Lever mở miệng nói nói, cái công ty này bên trong, ngươi xuất lực so với ai khác đều nhiều hơn, ngươi nên được cái này một phần. Mystery công ty trong những người này, nhất không hiểu được chuyên nghiệp phương diện sự tình người, chính là Alexander. Quay chụp phim truyền hình thời điểm, hắn liền đoàn phim đều rất ít đi, chỉ là đang không ngừng mà cùng phía đầu tư đài truyền hình các phương diện liên lạc bình thường hắn rất ít lộ diện nhưng là với tư cách nhà này lão bản của công ty hắn làm không có chút nào chênh lệch vô luận là hướng đầu tư hãy tìm truyền ra phương pháp cái này cũng không phải chuyện dễ dàng mystery công ty rất nhỏ làm những chuyện này đều là phi thường vất vả đấy alexander mặc dù không có tham dự phim truyền hình chế tác chẳng qua nói hắn là công thần thế nhưng mà một điểm sai đều không có đấy Kỳ thật, của ta việc cũng chính là vất vả chút ít, nếu không phải phim truyền hình làm được, ta tiền gì đều lợi nhuận không đến. Sao phải nói những này đâu này? Chúng ta hiện tại kiếm được trước rồi, sao phải quan tâm là công lao của người nào? Chia là được. Ra, vì thu nhập, cạn ly. Cũng thế, quan tâm những cái kia làm gì? Lê vơ dơ ly rượu lên, cũng cười. Phân rõ ràng như vậy có cần gì phải? ta sớm liền biết ta đến los angeles là chính xác đấy ta trước khi biết ngươi có chút bằng hữu khích lệ qua ta nói ta cái gì cũng đều không hiểu nói ta cái gì cũng không biết đến rồi los angeles cũng chỉ sẽ đem mình tiền tất cả đều bồi đi vào cuối cùng chẳng còn sót lại gì nhưng ta liền luôn nói điện ảnh là bạo lực ngành sản xuất so với những thứ khác ngành sản xuất cái này nghề kiếm tiền là nhanh nhất đấy ta xác thực không có ánh mắt chuyên nghiệp chẳng qua ta có kinh thương ý nghĩ, một ngày nào đó, ta hội kiếm được tiền đấy. Hiện tại, vì mộng tưởng, cạn ly. Ba chén rượu vào trong bụng, Alexander cũng có một chút hưng phấn lên, hiếm thấy lại nói tiếp giấc mộng của mình. Nếu như là bình thường, cơ lát bọn hắn đều tại, đã nghe được giấc mộng của hắn chỉ là muốn kiếm tiền, khẳng định như vậy là hội bật cười. Kiếm tiền ước mơ như vậy, theo bọn hắn nghĩ có chút quá thấp tục rồi. Có điều, Lever đối với Alexander mộng tưởng, chỉ là nâng chén lần nữa cùng ẩm. Mộng muốn kiếm tiền không có gì buồn cười đấy, cái này vốn chính là càng chất phát, cũng chân thật nhất mộng tưởng. Lever không thích luôn đàm mộng tưởng, có điều, cùng những cái kia thực hiện mộng tưởng người cùng ẩm ăn mừng, Lever tuyệt không phản đối. Như vậy, số tiền kia ngươi cũng có thể trực tiếp phân đến 600 vạn A, à. nghĩ kỹ dùng như thế nào rồi hả? Lever mở miệng hỏi. Nghĩ kỹ, đầu tiên ta muốn mua một chỗ phòng ở, sau đó ta lại mua một chiếc xe, muốn 20 vạn Mỹ kim tốt xe. Lại sau đó, Alexander từ nghèo, hắn cũng không có nghĩ kỹ làm như thế nào dùng tiền, lại sau đó, ta liền đi xem đi Las Vegas, tiêu hết 100 vạn, ta một mực mơ ước, có một ngày có thể tại Vegas tốn một số tiền lớn. Lại sau đó mua tốt hơn rượu. Tìm hai cái đỉnh cấp tư nhân hầu hạ hảo hảo mà hưởng thụ vài ngày sẽ phải đi đến lúc đó rồi nói sau ngược lại ta hiện tại có tiền ta nghĩ xài như thế nào cũng có thể rồi alexander nở nụ cười ngươi đâu rồi nico ngươi chuẩn bị xài như thế nào tiền của mình ngươi muốn mua cái gì biệt thự hay vẫn là xe thể thao ta nói ta muốn mướn cái tư mộ quản lý sau đó đem tiền của ta cầm lấy đi đầu tư lever rất đơn giản tỏ thái độ đem số tiền kia cầm lấy đi đầu tư Internet cổ phiếu không phải vừa vặn sao? Hiện tại Internet cổ phiếu vừa vặn đều rất náo nhiệt. Alexander hơi kinh ngạc, toàn bộ tiền đều đi đầu tư. Ta nghe được một ít thuyết pháp, mọi người đều nói, hiện tại khoa học kỹ thuật cổ phiếu tuy nhiên rất hot, chẳng qua đây là bọt biển mà thôi, tự như thập niên 80 giá phòng, tùy thời có khả năng sụp đổ bàn, rất nhiều Internet công ty mình cũng không kiếm tiền, một khi sụp đổ bàn, tuyệt đối chính là tuyết rơi nhiều sụp đổ sụp đổ pháp, vào thành phố có phong hiểm A, ngươi muốn thật có tiền không biết xài như thế nào, cùng đi với ta đánh bạc không được chứ. Yên tâm, cái trò chơi này trên trận, ta cá là không thua đấy. Lê vơ vỗ đầu của mình thoáng một phát, hãy chờ xem, Alex, ta hội lợi nhuận một số tiền lớn đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 Tài chính cùng kịch bản Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cập nhật lúc 2014, 9, 6, 12, 16, 19 số lượng từ 3517, ta thật cao hứng, ngươi còn không có quên, công ty của ngươi tại Hollywood, công tác của ngươi tại Hollywood. Thời gian là thứ tương đương tên kỳ quái, mỗi lần đem mọi người hưởng thụ sinh khi còn sống, cước bộ của hắn lại luôn là vội vàng mà qua, đem Bruiser lại một lần nữa tại Los Angeles nhìn thấy Lever thời điểm, thời gian đã là tháng 8 rồi, CSI cái này bộ phim truyền hình phát sóng lúc trước, hắn mới lần nữa nhìn thấy đệ đệ của mình. Suốt 3 tháng A, bạn đồng hành, ngươi đến cùng chạy đi nơi nào? Ngồi ở bí ẩn trong công ty, Bruiser không lưu tình chút nào mở miệng phàn nạn lên, ta còn tưởng rằng, ngươi thật là đủ quên nhà ở nơi nào, ở bên ngoài chơi điên rồi đây. Đệ đệ của mình trong khoảng thời gian này, biến đã bắt đầu không dậy nổi rồi, có lẽ là rút kinh nghiệm xương máu nguyên nhân, ở đâu lần tự sát sự kiện về sau, đệ đệ của mình biến không giống người thường rồi, hắn bắt đầu hiểu được như thế nào chế tác phim truyền hình rồi, nhưng lại chế tác được một bộ lại để cho CBS cực kỳ coi được phim truyền hình, những này thành tựu, Bruce đương nhiên thật cao hứng, thế nhưng mà hắn địa phương khác đều thay đổi tốt hơn, như thế nào hay vẫn là như vậy? Không thích cùng trong nhà liên lạc đâu này ta không phải vẫn luôn cùng các ngươi điện thoại liên lạc thế này. Điện thoại tính là cái gì liên hệ? Ngươi chạy vô tung vô ảnh, nếu không phải biết tháng 8 các ngươi đoàn phim được tại Las Vegas quay chụp thực cảnh, ngươi còn có thể trở về, ta cũng phải đi tìm ngươi rồi. Bruce mở miệng trách cứ nói, ngươi đến cùng đi nơi nào? Cũng không có đi nơi nào, bốn phía đi dạo nhìn xem, du lịch mà thôi. Lever chỉ là câu nói đầu tiên che giấu đi lời của mình, hắn không muốn nói cho đồng bọn của mình, chính mình tại Trung Quốc ngay người thật lâu, tìm kiếm mình kiếp trước tung tích, lại không thu hoạch được gì, chính là bốn phía đi dạo, thưởng thức thoáng một phát phong cảnh mà thôi. Thật sự như thế. Đương nhiên thật sự như thế, người này lại là xem thể dục trận đấu, lại là đi Anh quốc cầu kiến cu đều nhanh chơi điên rồi. Ngoài cửa, Alexander cũng đẩy cửa đi đến, ta xem, nếu không phải CSI bắt đầu quay chụp, hắn ở bên kia, còn có thể lưu một đoạn thời gian rất dài đấy. nếu như là thật sự, vậy là tốt rồi. bruce nhìn xem hai người, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. ngươi còn lo lắng ta xảy ra chuyện gì sao? đương nhiên. ngươi có tự sát trước khoa, trạng thái tinh thần không ổn định. trong tay ngươi có một nghìn vạn, chúng ta đều không biết làm gì lời nói. người bị bệnh thần kinh trong tay người có một nghìn vạn, người nói chúng ta có thể không lo lắng sao? Alexander có chút cay nghiệt lời mà nói, lại để cho Lever cười khổ không thôi. Mà Bruce nghe xong lời này, cũng nhớ ra cái gì đó, Nico, ngươi tại trong mấy tháng này, tiêu hết trọn vẹn một nghìn vạn, ngươi đem những này tiền tất cả đều phóng đi nơi nào. Bruce một mực đang tìm Lever, cũng là bởi vì hắn có băng khoăn. Tại Hollywood, lừa đảo cho tới bây giờ đều không ít, mà khốn kiếp cũng giống vậy rất nhiều. Quyên tiền đấy, lừa gạt hôn đấy, bán thuốc đấy, thiết bộ đồ đấy, tại Hollywood cho tới bây giờ đều không ít, người nơi này rất nhiều người đều là món lợi kết sụ kiếm được tay, liền không biết xài như thế nào người, Lever cầm một nghìn vạn, Bruce đương nhiên cũng lo lắng hắn gặp lừa đảo. Tuy nhiên đệ đệ của mình đã trưởng thành, thế nhưng mà, Bruce đối với hắn vẫn là không yên lòng. Vấn đề của hắn, lại để cho Lever nhún vai, đầu tư A, à, có tiền tự nhiên muốn đầu tư. Tiền giữ lại cũng không thể sinh món tiền nhỏ tốn ra không phải càng tốt sao? Bỏ ra một nghìn vạn. Bruce có chút xả hơi, bất quá vẫn là hơi có chút đau đầu, ai biết được người này, đem tiền tốn đi nơi nào, ngươi lấy làm gì rồi hả? Mua đi một tí internet cổ phiếu, sau đó đầu tư một cái công cụ tìm kiếm trang web công ty, vậy thì không tiền rồi. Đầu tư internet sao? Bruce lúc này đây ngược lại là không có lập tức gấp, hắn suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói chuyện, Hai năm qua internet cổ phiếu xác thực rất ho. các loại cổ quái kỳ lạ trang web cổ phiếu đều là điên cuồng dâng lên. Chẳng qua có người nói cái này thuộc về là bọt biển, rất dễ dàng bồi thường tiền đấy, chính ngươi cẩn thận, đừng đem vất vả lợi nhuận đến tiền tất cả đều bồi tiếng vào. Bồi kiếm lại là được. Lever cũng không có nhiều nói quá nhiều, chỉ là cười cười, yên tâm, ta đầu tư mấy cái trang web cần bồi không được tiền. Ta biết từng người đầu tư đều là nói như vậy chẳng qua ta vẫn tin, tiền của ta tốn tuyệt đối không là vấn đề. Brusher vẫn có chút lo lắng lo lắng đấy, theo 95 năm bắt đầu, các loại internet cổ phiếu, tất cả đều bán tương đương sôi động, chẳng qua cũng vẫn luôn có các loại phân tích, nói đây bất quá là bọt biển mà thôi. Brusher gần đây yêu quý tiền của mình tại, không chịu đem tiền của mình cầm lấy đi đầu tư, sợ bị bảo hộ đền hết tiền, nhìn thấy Lever đem sở hữu tất cả tiền đều ném tiếng vào, hắn tự nhiên cũng rất đau lòng. Cẩn thận bồi thường tiền, đầu tư cái gì cổ phiếu. Ngươi chừng nào thì trở thành thuế cảnh rồi, kiểm toán lợi hại như vậy. Lever bất đắc dĩ nói, nói cho ngươi biết là được. Ta tìm Hắc Thạch công ty đầu tư cố vấn, giúp ta mua lại chính là AOL, đúng, chính là tháng 6 phát hành visa chính là cái kia. Ta là tháng 5 phần mua đấy, lúc kia cổ phiếu của bọn hắn mới là hơn 10 khối tiền, hiện tại lật ra bao nhiêu, ngươi cũng biết. Lever lời mà nói, lại để cho Bruce mắt sáng rực lên, hắn không nghĩ tới, Lever vậy mà thật sự kiếm tiền, cái kia tranh thủ thời gian bán đi à, công ty thoáng cái thì có trước rồi. Giữ đi, về sau còn có thể trướng đấy. Lever không để ý đến Bruce nói liên miên cặn nhằn, chỉ là tự mình bưng chén lên, phối hợp uống trà. Đầu tư một nghìn vạn tiếng vào AOL, cái này tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Lever nhớ rõ, ngày sau AOL một mực phát triển an toàn, cùng Tan Uông nợ sát nhập, trở thành tài sản vượt qua 3.500 ức siêu cấp công ty lớn. Lúc kia, cổ phiếu của bọn hắn, giá cả cũng đã tăng tới 800 đô la một cổ. Đến lúc đó cổ phiếu của mình thao tác thoáng một phát, trực tiếp chính là một tỷ lợi nhuận, đó mới là kiếm tiền thời điểm tốt. Hiện tại Internet cổ phiếu rất ho, nói thật Lever cũng không quá rõ ràng cái nào kiếm tiền cái nào bồi thường tiền. Phương pháp của hắn cũng rất đơn giản, mình có thể nhớ kỹ đấy, đều tuyệt đối là quy mô không nhỏ công ty, như là Yahoo, Google cái này công ty, như thế nào cũng sẽ không là bồi thường tiền đấy. AOL ngày sau cùng uôn nờ sự tình huyên náo rất quanh động, Lever cũng là biết một ít, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, không chỉ như thế, hắn tại đầu tư AOL bên ngoài, còn đầu tư Google, Google hai cái người sáng lập tổng cộng chỉ có 10 vạn tài chính khởi động, chính mình cho bọn hắn 200 vạn đầu tư hiện tại cũng là hoàn toàn xứng đáng google lớn người đầu tư đương nhiên hiện tại lúc đầu đầu tư tuy nhiên chiếm được công ty cổ phần không nhỏ đến cuối cùng đầu tư bỏ vốn vẫn phải là không ngừng hạ thấp đấy hơn nữa cái kia hai cái người sáng lập vì không vứt bỏ quyền lợi của mình cũng là chỉ chịu cho công ty cổ phần không chịu cho quyền bỏ phiếu đấy có điều lever đoán chừng chính mình không ngừng tiếp tục tiến hành đầu tư dùng google đầu tư bỏ vốn độ mạnh yếu đến đưa ra thị trường thời điểm mình có thể lưu lại 10% đều được thắp nhang thơm cầu nguyện, có điều, coi như là chỉ có 10%. Đó cũng là trên trăm ức. Xuyên việc đúng là một chuyện tốt, chính là vô cùng đơn giản thao tác thoáng một phát, Lever liền dám cam đoan 10 năm về sau, trong tay mình ít nhất cũng có trên trăm ức tài sản. Lever không phải cái buôn bán kỳ tài, hắn cũng không có tâm tình đi cùng buôn bán vòng người pha trò, tranh giành cổ quyền, có thể coi là là như thế, hắn cũng cam đoan, mình tuyệt đối có tiền tiêu rồi, đương nhiên, có lẽ 5 năm là hơi dài, chẳng qua trong khoảng thời gian này, lê vơ chờ nổi. Thập kỷ 90 là khoa học kỹ thuật cổ bọc biển thời điểm tốt, mãi cho đến thế kỷ mới, đều có không ít kiếm tiền cơ hội tốt. Là một cái kẻ xuyên Việt, trên tay có tiền, có thể tại trong vòng 10 năm bắt nó lật lên hai, 300 lần không tính là cái gì chuyện kỳ quái. Mà một khi đã có số tiền kia, lúc kia, chính mình liền thật sự hết thảy không phát buồn rồi muốn kiếm tiền hay vẫn là làm cổ phiếu đầu tư tới nhanh nhất a à? mà coi như là sự tình đã xảy ra biến cố cũng không quá đáng là nửa quý phim truyền hình tiền mà thôi bruce đang cùng lever nói vài câu về sau cũng không có nói thêm nữa hắn biết lever vừa trở về cùng alexander còn có chuyện cần tự nhiên cũng không tiện ở lâu mà hắn sau khi đi Alexander cũng là cùng Lever lại nói tiếp công chuyện của công ty. Công ty gần đây như thế nào đây? Bruce đi rồi, Lever cũng là mở miệng hỏi lời nói rồi, phim truyền hình phương diện vẫn còn mua kịch bản sự tình, đều thuận lợi sao? Mystery công ty tổng cộng cũng không có quá nhiều chuyện, tuy nhiên Adrian núi lớn lúc trước đã từng nói qua muốn mướn luật sư, kế toán cái gì đấy, chẳng qua đó là Alexander sự tình, hắn quan tâm đấy cũng chỉ có phim truyền hình chế tác cùng sự phát triển của tương lai. Phim truyền hình bên kia, ngươi không cần phải lo lắng, ngày 11 tháng 9 thủ truyền bá, tuy nhiên không phải tốt nhất thứ năm, chẳng qua cũng là thứ tư, dù sao cũng hơn thứ sáu cường. Mà công ty bên này, cái này một cái mùa hè, chúng ta vẫn luôn nghĩ đến mua kịch bản sự tình, ta trước một thời gian ngắn, ngược lại là rất muốn mua một cái trò chơi cải biên quyền, chính là người Nhật Bản ra chính là cái kia đánh zombie trò chơi, đáng tiếc cải biên quyền ít nhất cũng phải hơn 10 triệu, chúng ta cũng không đủ tài chính. 96 năm xuất phẩm đánh zombie ưu thế. Đây không phải là Resident Evil sao? Lever lập tức liền nghĩ đến, có điều, nghĩ tới hắn cũng không có nhiều nghĩ tới phương diện này. Resident Evil là thứ đại nhiệt trò chơi, theo vừa ra tới đã bị không ít Hollywood công ty theo dõi, muốn đem mua lại, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Không có mua lại coi như xong về sau vẫn còn cơ hội khác đấy. Lever cũng có chút tiếc nuối. Chính mình nếu sớm xuyên việc một năm thì tốt rồi, không chỉ là Resai Evil, bây giờ đang ở nước Mỹ Diablo cũng vừa mới lên thành phố, tại Anh quốc bên kia Harry Potter cũng giống như vậy, chính mình nếu sớm xuyên việc điểm, những điều này cải biên quyền liền đều là của mình rồi. Đáng tiếc, nổi danh trò chơi ấm áp dễ chịu tiêu tiểu thuyết cải biên quyền, cho tới bây giờ đều không rẻ. Hiện tại muốn mua, có thế thì đắt hơn nhiều. Tài chính có hạn, cũng chỉ có thể mua sắm điểm không tốt lắm kịch bản, bóp mua một cái tên là cái gì bút ký tiểu thuyết cải biên quyền, cố sự tự hồ liền là nam nhân nữ nhân nói yêu thương ngay thơ tình yêu cố sự, ngược lại chính là loại nam nhân không thích xem cố sự. Alexander nói chuyện, đem hai quyển sách ném tới trên mặt bàn, Clark vừa ý ngược lại là một người nam nhân cố sự, chỉ là tự hồ là người bị bệnh thần kinh cố sự. Thế nhưng mà lúc này, bệnh tâm thần cố sự ngược lại là là cùng điện ảnh. Clark nhìn trúng sàn đấu sinh tử, cố sự. Bob nhìn trúng chính là nhật ký tình yêu, cố sự. Ánh mắt của các ngươi ngược lại là đều rất kinh người đây. Nhìn trước mắt hai quyển sách, Lever tán thưởng một câu. Có cái gì có thế kinh người? Dễ bán sách trên bảng xếp hạng nguyên một đám tiền chứ, bài trừ mua không nổi đấy, bài trừ không thích hợp làm điện ảnh đấy, còn lại tổng cộng cũng chính là như vậy mấy bộ. Alexander trả lời nói, Clark liếc thấy đã trúng cái này một bộ rồi, nói cái này bị mặt xếp đặt thiết kế nhiều có sáng tạo, hắn sau khi xem, lập tức quyết định đem nó cải biên quyền mua lại rồi. Cũng chính là xem đều không có xem, soạt bản xem bị mặt liền mua. Lever có chút im lặng, chính mình mới vừa rồi còn cảm giác được đồng bạn của mình không sai đâu rồi, tại sao phải vội và phá hủy chính mình tưởng tượng A? À? Chúng ta đều có thu hoạch, ngươi thì sao? Ngươi có cái gì mua lại sách hay cải biên quyền? Lever lắc đầu, không có. Ta hay vẫn là không quá am hiểu tại đào móc cái khác cố sự, chẳng qua tự chính mình đã ở ý đồ chính mình viết cái kịch bản đi ra. Ngươi tại viết kịch bản phim là cái gì cố sự? Alexander lập tức tới ngay hứng thú. gấp gáp như vậy làm gì? Hiện tại chúng ta muốn cân nhắc đấy, không phải điện ảnh. Đừng quên, chúng ta phim truyền hình lập tức liền muốn phát sóng rồi xem trước một chút chúng ta phim truyền hình tình huống như thế nào đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 41 phát sóng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com cập nhật lúc 2014 9 72 15 40 số lượng từ 3236 đã sắp 10 giờ rồi, ngươi còn pha cà phê làm gì? Đêm Adam ở Lever thấy được cà phê cơ đang làm việc thời điểm, hắn vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn nhìn trên tường mặt đồng hồ. Thời gian không có sai, đã là nhanh 10 giờ rồi. Adam từ khi cho là mình đã có tuổi về sau vẫn luôn rất chú trọng bảo dưỡng, vào lúc này vẫn còn pha cà phê, buổi tối hôm nay chẳng lẽ là không ngủ rồi hả? Hôm nay là thứ tư, là ngày mấy, ngươi quên rồi hả? Thê tử Vivian có chút giận dữ nhìn hắn một cái nhìn thấy hắn không có tỉnh ngộ lại, mới mở miệng lần nữa, Nico phim truyền hình buổi tối hôm nay thủ truyền bá. Ồ! Adam cũng nhớ ra cái gì đó, hôm nay đã là 9 tháng thứ hai thứ tư rồi, tự hồ, chính mình con trai phim truyền hình, là hôm nay phát ra. Cái này con trai cũng đủ khiến người ta không bớt lo. Theo lúc đi học, không chịu nghe chính mình đi USC, không phải chiếm đi NU, đến tốt nghiệp đại học, chính mình an bài cho hắn tiến vào studio làm nhà sản xuất trợ lý, hắn lại cần phải đi chính mình làm độc lập điện ảnh. Làm đến chính mình tự sát mới hồi tâm chuyển ý, chính mình an bài hắn cho ABC quay chụp phim truyền hình, hắn đánh ra đến đấy, lại lại khiến người ta ghét bỏ quá mức tối nghĩa. Thật là đồ không bớt lo gia hỏa. Chẳng qua hắn đổ là tự mình có bản lĩnh, đem phim truyền hình đưa đến CBS. CBS hai năm qua không bằng NBC cũng không có ABC lớn hậu trường, còn tóm lại là thứ lớn đài truyền hình. Chính mình nghe Bruce nói, hắn phim truyền hình đập không sai, chẳng lẽ nói, hắn còn thật sự có cái gì chỗ thích hợp. Cho thê tử rót một chén cà phê, Adam cũng đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. CBS thứ tư 10 giờ đương. Xem ra CBS tin tưởng ngược lại là rất sung túc. Adam tuy nhiên không quá ưa thích phẩm luận phim truyền hình nhưng là hắn ít nhất cũng biết, con của mình phim truyền hình không có được an bài tại thứ hai hoặc là thứ sáu thấp như vậy thu xem đoạn thời gian mà là đặt ở thứ tư, điều này cũng đại biểu CBS tin tưởng. Bruce nói nó không sai. Như vậy, đến cùng có tốt đâu này. Phim truyền hình đã bắt đầu, Adam ngẩng đầu, nhìn xem sắc điệu hơi có chút âm u phim truyền hình bừng lên cà phê, chính mình uống một ngụm. 10 giờ đêm tình tiết vụ án kịch, như vậy sắc điệu rất không tồi đây so với Adam không yên lòng, Vivian tự hồ càng thêm chú ý con mình phim truyền hình quay chụp như thế nào. Theo phim truyền hình ngay từ đầu tiếng thứ nhất tiếng súng vang lên, nàng mà bắt đầu kích động lên, lôi kéo trượng phu câu hỏi rồi, đây không phải tự sát đi, là hắn giết đúng không? An tĩnh chút xem ngươi TV đi. Adam vỗ vỗ thê tử chân. Xem cái TV còn muốn phí lời nhiều hơn, nhất là xem tình tiết vụ án kịch còn muốn thảo luận một chút tình tiết vụ án, đây chính là quá đáng ghét rồi. Phim truyền hình cũng không tệ lắm, ít nhất, giống như vậy vừa mở quyển sách lợi vô ích gì đều không có, trực tiếp chính là giết người hiện trường phim truyền hình, còn là phi thường hiếm thấy đấy. Xem phim truyền hình chính là vì buông lỏng, đối với người lớn tuổi mà nói, cái gì bi xuân tổn thương thu cảm tình đều là gạt người đấy, chính là như vậy trực tiếp gặp mặt liền nổ súng tiết tấu, mới đủ để cho người ưa thích. Adam phát hiện, con của mình cũng không tệ lắm, ít nhất hắn biết, lớn tuổi một ít người, thích gì dạng phim truyền hình. Như vậy tình tiết vụ án kịch, hay vẫn là thấy đi vào? Cái kia vân tay nhất định là giả dối, người kia là thoát khỏi giày chính mình mặc vào đạp cửa đấy. Cái kia tông xe nữ nhân chính là mê hồn đảng. Vivian an thanh âm vẫn còn không nổi vang lên, Adam căn bản không đi nghe thê tử lại nhảy, chỉ là gật đầu, thói quen phụ họa. An nhìn thoáng qua chính mình bất động thanh sắc trượng phu, tại trên đùi của hắn đóng một cái thật mạnh ánh sáng biết đáp ứng vụ án này làm như thế nào phá ngươi không phải xem qua không ít cái này sách sao đúng vậy a à, bản án làm như thế nào phá adam phát hiện có chút không biết nên nói như thế nào theo lý thuyết tình tiết vụ án kịch lo lắng hẳn là ai phạm vào án nhưng này cái kịch ai phạm vào án vừa xem hiểu ngay chân chính vấn đề là làm sao tìm được đến chứng cớ chứng minh bọn hắn có tội nếu như là cái khác kịch, có thể sẽ không diễn những này, nhưng này một bộ kịch danh tự, tự kêu là CSIA. Đội điều tra hiện trường, bọn hắn có thể điều tra ra được cái gì mới phù hợp thân phận của bọn hắn. Chỉ là cái này cũng không phải phá án, hắn như thế nào biết hội là làm sao trách. Muốn nói hắn cũng đọc qua không ít tiểu thuyết trinh thám, đọc qua một ít phạm tội tâm lý học sách vở, biết cảnh sát là như thế nào phá án đấy, thế nhưng mà đối với như vậy hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, không quan tâm động cơ phạm tội, không phân tích nhân vật nghĩ cách, không chú ý tìm ra lời giải phá án tìm chứng cớ phim truyền hình, hắn như thế nào biết như thế nào phá. Hắn lại không hiểu được những cái kia phá án điều tra. Như vậy, che giấu đi là được. Xem TV, xem TV, như thế nào phá án, ta nói còn có ý gì. Nhìn xem không liền có biết không rồi hả? đều nói cho ngươi biết nhìn xem còn thú vị sao. Vivian mang theo đồ cật ý tứ hàm xúc nở nụ cười hai tiếng, chồng mình phải hay là không tại che lấp, nàng lại quá là rõ ràng rồi, cái này một tập đoán chừng phá không được, vậy chúng ta tiếp theo tập đoán lấy coi được rồi, phim truyền hình coi như cũng được, Nico làm không tệ, có thể nhìn xem. Ngươi cũng xem tình tiết vụ án kịch. Adam hỏi ngược lại. Nhìn xem chứ sao? Ta liền nghĩ biết Katrina cùng chồng của nàng ly hôn có hay không? Làm nhiều nữ nhân không dễ dàng, trượng phu là khốn kiếp, công tác khổ cực như vậy, về đến nhà còn phải chiếu cố hài tử. Cái này bộ phim truyền hình, xem ra hấp dẫn đấy, không chỉ là chính mình già dạ như vậy năm năm nhân đâu, Adam có chút giật mình, chẳng qua cũng càng thêm tự hào rồi. Hãy chờ xem, cái này bộ phim truyền hình, truy kịch người sẽ rất hơn. Đồng dạng đối thoại, ở thời điểm này cũng ra hiện tại New York một chỗ trong căn hộ. Cái này bộ phim truyền hình, ta khẳng định được đuổi tiếp. Berrien đây quả thật là đệ đệ của ngươi biên kịch phim truyền hình. Lần trước thấy hắn thời điểm nhìn dáng vẻ của hắn tự hồ mộc mộc đấy, trì độn đấy, thực không thể tin được hắn dĩ nhiên là biên kịch đây. Đệ đệ của ta chỉ là không muốn để ý đến ngươi mà thôi. Berrien oán trách chính mình cùng một chỗ ở bạn cùng phòng một câu, trong nội tâm thực sự tràn đầy tự hào hắn là thứ kịch bản diễn viên, trường kỳ ở tại New York. Đệ đệ của mình bóp tại Los Angeles, đều tại vì sự nghiệp dốc sức làm. Bóp sự nghiệp gần đây đã có khởi sắc, hắn trở thành biên kịch, lợi nhuận tiền nhiều hơn rồi, mà cái này bộ phim truyền hình là hắn chủ bút tác phẩm, làm là huynh trưởng, hắn cũng đề nghị rất nhiều người xem cái này bộ phim truyền hình. Lại để cho hắn thỏa mãn chính là, những người này xem đều say sương ngon lành. Cái kia làm mô hình đấy, nói không chừng chính là tội phạm giết người chính hắn đem tay của mình mô hình làm được dùng để làm chứng cớ thoát tội hắn nghĩ cầm tới bất đồng mô hình đơn giản nhất rồi đã biết thì có ích lợi gì không thấy cái kia đánh chết người đấy đều đoán được là hắn vẫn phải là tìm được chứng cớ mới có thể bắt người không có chứng cớ đã bắt người là không thể nào đó a à. các ngươi gấp cái gì ngược lại đến phía sau còn phải đi ra cái này nếu không phải liên hoàn án giết người mới là lạ ngược lại là kia cái mê hồn đảng nữ không biết đằng sau còn có thể hay không đi ra nhất định sẽ đấy không có tóm nàng phóng chạy khẳng định liền ra tới cái kia nữ ngược lại là thật xinh đẹp hơn nửa loại này hạ dược kỹ xảo đem dược bôi tại trên ngực coi như là biết hạ dược rồi điều này cũng rất khó làm đến không mắc mưu a à. mấy người còn thảo luận cái này bộ phim truyền hình cho bọn họ ấn tượng tốt vô cùng bọn hắn cũng đang nhìn đến phim truyền hình không lâu liền trực tiếp làm quyết định đuổi tiếp xem xem rốt cục ai là tội phạm giết người cũng nhìn xem cô gái đẹp kia còn có thể hay không lộ diện cái này phim truyền hình rất thú vị đáng giá theo dõi với tư cách người trẻ tuổi bọn hắn khẩu vị không có nặng như vậy cũng không quan tâm gia đình quan niệm thế nhưng mà phim truyền hình thú vị tình tiết vụ án cùng phá án và bắt giam đồng dạng lại để cho bọn hắn rất ưa thích so với cẩn thận tình tiết như vậy vụ án phá án và bắt giam công nghệ cao thủ đoạn cùng lật lại bản án đủ loại thủ đoạn, lại để cho bọn hắn càng thêm yêu thích, bọn hắn cũng vui vẻ tại theo dõi. Lời giống vậy, vẫn còn không ít địa phương đồng thời diễn ra. Người huynh đệ này không thể đợi được tan tầm về sau lại đánh bạc sao? Cần phải đem một người phụ nữ ném tới phạm tội hiện trường chính mình đi đánh bạc, như vậy ngu xuẩn sự tình cũng có thể làm đi ra. Làm sao có thể bại bởi cái kia người da trắng? quá thật xấu hổ chết người ta rồi, huynh đệ. Nhìn xem Trích bị bãi chức, rất nhìn thêm phim truyền hình người da đen, đã ở tức giận không thôi, nhìn xem tiếp theo tập đi, nếu hắn không trở lại liền không nhìn rồi, luôn như vậy diễn cho chúng ta lại ngu xuẩn vừa nát, người da đen cũng là có vậy mới tốt chứ. Mà đồng dạng, tại một ít bọn cảnh sát nhìn thấy phim truyền hình thời điểm, đã ở đối với phim truyền hình làm được bình luận, cái kia nữ căn bản không được, không phải làm cái này làm được tài liệu tiến vào phòng chứa thi thể liền sợ đến la to, cái này tính là cái gì sự tình. Cảnh sát cho tới bây giờ cũng không phải tốt như vậy làm, không chết người là không thể nào đấy, loại này ngu xuẩn nút nít nữ nhân nên đi chết, cái này phim truyền hình xem thú vị. Người khác nhau nhóm, bất đồng người xem, chỉ cần là đối với tình tiết vụ án kịch có hứng thú đấy, quan sát cái này bộ phim truyền hình đấy, bọn hắn đều vào lúc này, đối với phim truyền hình biểu hiện ra ngoài hứng thú không nhỏ mà ở linh trong quán rượu cũng giống như vậy hôm nay là phim truyền hình truyền ra thời gian mystery công ty mấy người cũng đều ở nơi này so với trong công ty đóng cửa lại đến xem phim truyền hình tại trong quán rượu uống hơi say rượu và những người khác cùng một chỗ xem mới càng phù hợp ý nghĩ của bọn hắn phim truyền hình mắt thấy liền diễn xong linh trong quán rượu mọi người cũng đều tại nhìn xem phim truyền hình cuối cùng phần cuối lever mấy người bọn hắn liền được túng tụng tại ở giữa nhất, mọi người vây quanh bọn hắn, theo bắt đầu đến chấm dứt, không ngừng mà có người tới đối với Lever giơ ngón tay cái lên, biểu thị phim truyền hình làm vô cùng tốt. Rốt cục, phim truyền hình diễn xong, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Johnny nhảy lên quầy bar, một cái vang dội huyết sáo qua đi, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Mọi người đều chầm chầm vào cái này bartender, cùng đợi hắn mở miệng nói chuyện. Cái này bộ phim truyền hình như thế nào đây? Johnny mở miệng hỏi. Vậy mới tốt chứ. Rất tuyệt. Hoàng Mỹ. Không đồng nhất thanh âm vang lên, lại không ai khó mà nói. Các ngươi cảm thấy cái này bộ kịch sẽ là kết quả gì? Phổ biến ưa chuộng. Lúc này đây không có người đưa ra bất đồng đáp án. Cái này bộ phim truyền hình là sinh ra đời tại nơi này trong quán rượu đấy. Johnny lớn tiếng hô lên, Kính Linh quán ba, một bộ phim truyền hình nơi sinh ra kính Nicolas Lever, có thể là trẻ tuổi nhất phổ biến ưa chuộng kịch người chế tác. Cạn ly. Lại là hô to một tiếng, một mảnh dơ lên cánh tay, từng trên cánh tay đều bưng một ly bia. Tất cả mọi người, hôm nay thoải mái chè chén. Lever cũng đứng lên, bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch hắn, chưa từng có cảm thấy như thế sảng khoái qua, tất cả đều ghi tạc ta trương mục, tất cả mọi người uống thật sảng khoái. Chúng ta phim truyền hình. Đã lấy được thành công rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 Năm 14-1350 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cập nhật lúc 2014, 9, 72, 16, 39 số lượng từ. 3.116 đêm một đêm chè chén qua đi kế tiếp đúng là suốt đêm say rượu. Lever không nhớ rõ chính mình là bị ai đưa về nhà được rồi, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm là bị dồn dập chói tai tiếng điện thoại đánh thức đấy. Nhìn xem đồng hồ treo tường, hai cây kim đồng hồ cũng đã thẳng tắp chỉ hướng phía trên, chính mình lại là một giấc ngủ đến trưa rồi hả? Lever ngẩng đầu, lắc lắc đầu, xua tán đi chính mình choáng váng. Chính mình mấy ngày qua, uống say mềm, bất tỉnh nhân sự số lần, tựa hồ ngày càng nhiều rồi đổ cũng là chuyện tốt, thân người trên đời, khó phải cao hứng. Dũi tay cầm điện thoại lên, đầu bên kia điện thoại Alexander thanh âm, đã cực kỳ cao vút vang lên, Nico, ngươi đi làm cái gì rồi, như thế nào chậm như vậy mới tiếp điện thoại. Ngươi biết không biết hôm nay là của chúng ta phim truyền hình tỷ lệ người xem đi ra thời gian. Ta đều nhanh vội muốn chết, ngươi đã vậy còn quá không nhanh không chậm. Nói điểm chính, ta vừa tỉnh ngủ, chán ván đầu lắm. Lever đã cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt, ngược lại là ngươi, ngươi ngày hôm qua cũng giống như chúng ta náo đến đã khuya, sớm như vậy đã rời giường. Ta mới không sẽ ở nên sơn chỉ số đi ra trong cuộc sống, uống say như chết, không có thể làm việc đây. Đầu bên kia điện thoại, Alexander hỏa khí tự hồ cũng có chút đại, ngươi giàu gì cũng là chúng ta phim truyền hình nhà sản xuất cùng đạo diễn, phim truyền hình thu xem kết quả đi ra, ngươi chẳng lẽ liền không quan tâm sao? thu xem kết quả đã đi ra sao. Lê Vơ ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian đã là xế chiều, đúng là không sai biệt lắm nên đi ra. Nên sân công ty tỷ lệ người xem công tác thống kê, bình thường đều là tại buổi chiều ngày thứ hai sẽ ra ngoài. Lê vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên mới tại đêm qua uống say mềm. So với sáng sớm hôm nay trong công ty chịu đủ dày vào chờ đợi tỷ lệ người xem báo cáo, hắn ngược lại là càng thêm ưa thích trong đầu buồn bực một ngủ trực tiếp đến đi ra kết quả, mà hiện tại kết quả đã đi ra, thu xem kết quả không được chứ? Lever mở miệng hỏi ngược lại. lúc này đây vang lên bên tai đến chính là một hồi cười a à a à thanh âm, Alexander vừa rồi hỏa khí còn rất lớn, có thể Lever vừa thốt lên xong, tiếng cười của hắn tựa hồ liền ngăn không được rồi. nghe được ngươi cười, ta liền không có bất kỳ lo lắng chắc hẳn phim truyền hình đã lấy được thành công rồi hả? Đâu chỉ là thành công. Là phi thường thành công. Đầu bên kia điện thoại, Alexander lộ ra nhưng đã cực độ hưng phấn. Ngươi đoán thử coi, chúng ta ra tiên, xe là bao nhiêu? Phim Mỹ tỷ lệ người xem chia làm hai chủng, cũng chính là ra tiên, xe. Người phía trước ý tứ, 18.49 tuổi cái này tiêu phí hoàng kim tuổi trẻ bên trong, có bao nhiêu người tại xem phim truyền hình? rồi sau đó người ý tứ, thì là thị trường chiếm hữu dẫn đầu, chỉ chính là tại đánh khai mở tivi người trong, có bao nhiêu người đang nhìn cái này bộ phim truyền hình. Không phải mỗi người nghiệp dư hoạt động, đều là chỉ có thiếu xem phim truyền hình một con đường đấy, rất lớn một nhóm người là không xem phim truyền hình đấy, nói như vậy, xem tivi người, có thể chiếm được ở độ tuổi này tổng số khoảng 1 phần 3 cho dù rất nhiều, người phía trước con số, cũng bình thường đều là người sau 1 phần 3. Dưới bình thường tình huống, Mọi người thói quen tại dùng ra tiên chỉ số để hình dung một cái phim truyền hình thu xem nhân số. Bởi vì 18.49 tuổi là hoàng kim người tiêu thụ, quảng cáo chính là làm cho bọn họ xem đấy, tỷ lệ người xem nhiều lắm ít, trực tiếp quyết định một bộ phim truyền hình là có người hay không xem. Có bao nhiêu? Nghe ngươi thật vui vẻ đấy, vượt qua 3%. Đối với một bộ phim truyền hình mà nói, tỷ lệ người xem bao nhiêu quyết định sinh tử. Nói như vậy, 3% là cái rất quan trọng quan khẩu, vượt qua 3% đấy, 9 phần 10 có thể lưu lại, thậm chí có thể trực tiếp lo lắng tới một mùa rồi mà bình thường so sánh xoắn suýt 2%, bởi vì đây là có khả năng lưu lại, cũng có khả năng bị chặt. Còn nói một 5% tả hữu nha. Trừ phi là có người ủng hộ mới được. Tổng số chỉ cần đã qua 3% phim truyền hình, liền không cần phải lo lắng quá nhiều rồi. Nói như vậy, tại cùng một cái đoạn thời gian chỉ có 30% tả hữu người, hội thu xem phim truyền hình, mà tứ đại đài truyền hình, hơn nữa một ít những thứ khác tiểu đài truyền hình, cùng một ít thu phí đài, cùng một chỗ cạnh tranh cái này chính là 30%, có thể có 3%, đã là rất không dễ dàng rồi. Đương nhiên, cái này chỉ giới hạn ở tứ đại đài truyền hình. Nếu như là những thứ khác đài truyền hình đã có thể không nhất định rồi, ví dụ như trong trí nhớ CVDUP mà nói, bọn hắn một năm coi như là phổ biến ưa chuộng kịch, không. Sáu cũng có thể lưu lại, mà nếu như là khoa học viễn tưởng đài đợi tiểu chúng đài truyền hình, tỷ lệ người xem càng là mây bay, cái kia bộ phim truyền hình chung quanh sản phẩm bán được được, vậy lưu lại cái đó bộ, ngược lại bọn hắn phim truyền hình dựa vào tỷ lệ người xem đều nuôi không sống chính mình. Suy đoán của ngươi quá thấp, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chúng ta cũng chỉ có một chút như vậy bổn sự. Ta cho ngươi biết, Truyền thông đối với chúng ta phim truyền hình lời bình là tình tiết vụ án kịch mới cờ xí, có dẫn dắt tác dụng xuất sắc phim truyền hình như vậy phim truyền hình chỉ có ba mà thôi. Ngươi quá thấp đánh giá chính mình rồi. Tỷ lệ người xem con số là ngươi tuyệt đối không dám tưởng tượng đấy, hảo hảo đoán xem chúng ta tỷ lệ người xem đến cùng có bao nhiêu. Alex, ta vừa mới tỉnh ngủ, không có có tâm tư cùng ngươi náo. Tỷ lệ người xem rốt cuộc là bao nhiêu? Ngươi cứ nói thẳng đi. Lever trong nội tâm, đương nhiên đã ở chờ mong lấy chính mình phim truyền hình có rất cao tỷ lệ người xem, chỉ là hắn cũng không muốn đoán bậy. Nếu là thật vuốt ve hy vọng quá lớn, phim truyền hình không có đạt tới, cái kia chính là mình tìm thương tâm rồi. Chẳng qua cũng không thấp a, à, phim truyền hình nhà bình luận bọn họ, mặc dù có chút thời điểm cũng rất chú trọng cố sự tính nghệ thuật, chẳng qua so ra mà nói, bọn hắn hay vẫn là rất quan tâm tỷ lệ người xem. Đã bọn hắn như vậy bình luận chính mình phim truyền hình, cái kia tỷ lệ người xem không có khả năng kém. Người quá không có ý nghĩa rồi, nghe lấy, chúng ta phim truyền hình, tỷ lệ người xem là 5, 14, người biết cái kia ý vị như thế nào, đúng không? Cái này có chút làm cho người ta sợ hãi con số, lại để cho Lê đầu thoáng cái thanh tĩnh lại, 5, 14. Như vậy nói cách khác, chúng ta thu xem nhân số. 1 mươi vạn, một cái không thể tưởng tượng con số. 1.350 vạn đợt người xem. Mà ngay cả Lever tự mình cũng là bị dọa. Hắn vẫn luôn biết, CSI cái này bộ phim truyền hình tuyệt đối có thể đại họa đấy, thế nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới qua, cái này bộ phim truyền hình, một khi truyền ra, cũng đã họa đến trình độ này. 1.350 vạn người, cái số này, thật là nhiều uy tín lâu năm phim truyền hình đều theo không kịp được rồi phải biết rằng, coi như là pháp luật cùng trật tự như vậy phim truyền hình, được vinh dự là càng kinh điển phim truyền hình, tại vừa mới truyền ra đệ nhất quý thời điểm, thu xem nhân số cũng không quá đáng là chỉ có bình quân 1.200 vạn, cái này bộ phim truyền hình vừa mới lên ánh, cũng đã đem bọn họ bỏ qua rồi. Rất nhiều phim truyền hình tuy nhiên tại hậu kỳ tương đương xuất sắc, thế nhưng mà phía trước kỳ vừa truyền ra thời điểm, cũng không phải đặc biệt tận như nhân ý, một bước có tiềm lực phim truyền hình, mong muốn làm được đem sở hữu tất cả tiềm lực tất cả đều khai cuộc ra, là phi thường khó khăn đấy. Một phương diện tham khảo người xem đánh giá làm được điều khiển tinh vi, một phương diện dựa theo các diễn viên đặc điểm tiến hành sáng tác, hơn nữa một số thời khắc, còn cần tiến hành một ít phim truyền hình hướng nhân khí cách làm, nói thí dụ như kéo tới hàng hiệu xịn minh tinh vì là phim truyền hình nghiệp dư, tìm đến nổi danh đạo diễn đạo diễn một hai tập, nhờ vào đó hướng động người xem mà csi thế nhưng mà chuyện ở những phương diện kia tất cả cũng không có làm một khi đẩy ra liền đã đạt đến một nghìn ba trăm vạn coi như là tình tiết vụ án kịch trời sinh người xem nhóm đại tìm lực đủ đây cũng là đủ để cho người kinh hỉ con số rồi một nghìn ba trăm vạn số người này xem ra năm tỷ lệ người xem vẫn còn có chút thấp a à. lever vẫn chưa thỏa mãn tán thưởng một tiếng năm tỷ lệ người xem dựa theo nhân khẩu để tính Nói rõ xem cái này bộ phim truyền hình đấy cũng chỉ có đại khái không đến 600 vạn người hoàng kim tuổi thu xem nhân số. CSI được xưng lão nhân đài, quả nhiên danh bất hư truyền, vượt qua một nửa người đều là thu xem công tác thống kê bên ngoài đấy, điều này cũng làm cho Lever cảm thấy có chút chưa đủ. Nếu tại NBC, chuyện kia khẳng định không giống với. Còn có cái gì chưa đủ hay sao? Đây mới là tập 1, tập 1. Đến đằng sau tỷ lệ người xem khẳng định còn có thể rất cao đấy. Đầu bên kia điện thoại, Alexander thanh âm hưng phấn, thì là vẫn còn tiếp tục la hét, chỉ trích lấy lever lòng tham chưa đủ, năm tỷ lệ người xem, thị trường chiếm hữu dẫn đầu là 14 rồi, 1.350 vạn người, chúng ta phim truyền hình thật sự đã là phổ biến ưa chuộng kịch rồi, hơn nữa đến đằng sau, chúng ta tỷ lệ người xem còn sẽ tăng lên đấy. Ngươi ngẫm lại xem, tập 1 tỷ lệ người xem đều có thể vượt qua năm, đến đằng sau, nếu như chúng ta làm đầy đủ tốt lời mà nói, chính là dân lên đến tám đã ngoài cũng không thành vấn đề. Tám đã ngoài ý vị như thế nào? Ý nghĩa chúng ta phim truyền hình, tuyệt đối là càng kinh điển phim truyền hình, truyền ra năm quý trở lên, hoàn toàn không thành vấn đề, Nico, chúng ta đã thành công rồi. 1.350 vạn thu xem nhân số, kỳ thật cũng không tính là cực kỳ tốt nếu như cùng những cái kia kim bài phim truyền hình so sánh lời mà nói, cái này tỷ lệ người xem cũng khá thấp. Thế nhưng mà, làm một bộ phim truyền hình thủ truyền bá tập, 1.350 vạn không có chút nào tính toán thấp. Có thể có như vậy con số, nói rõ cái này bộ phim truyền hình tương lai là phi thường đáng để mong chờ được rồi. Thủ truyền bá là có thể có thành tích khá như vậy, tại hậu kỳ truyền ra không đến năm quý phim truyền hình cái kia trừ phi là biên kịch làm lớn chết mới có thể, cho dù tại lever vượt mức quy định trong trí nhớ, cũng chỉ có siêu anh hùng làm được điểm này, có thể đó là bởi vì biên kịch hiệp hội náo bãi công, chính mình phim truyền hình, cũng không có cái này băng khoăn. Đã như vậy, mọi người chúng ta đều được hành động, đã truyền thông cho chúng ta phim truyền hình đánh giá rất tốt, ta đầy đuổi mau đi xem một chút, xác định phim truyền hình bước tiếp theo sự chữa phương hướng. Người thông tri Clark lại để cho hắn và sở hữu tất cả diễn viên liên hệ chúc mừng bọn hắn chúc mừng phim truyền hình đã lấy được thành công đồng thời xác định bọn hắn không biết nhảy rảnh lại để cho bob viết mới một tập kịch bản đại cương ta liệt đi ra bọn hắn cần hướng bên trong bỏ thêm vào nội dung alex cùng cbs liên hệ sự tình liền tất cả đều giao cho ngươi rồi yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào alexander mang theo kiêu ngạo gật đầu chúng ta phim truyền hình nếu quay chụp tốt rồi, đây chính là một số tiền lớn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặt tài chính theo ta đỉnh đầu chạy đi đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Truyền thông chiến tranh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cập nhật lúc 2014, 9, 8, 12, 14, 46 số lượng từ. 3.560 vô luận là ai cũng được thừa nhận, năm nay 9 tháng thứ 2 tuần, thành công nhất, chính là CBS rồi. Tại đây một cái 9 tháng, CBS là vô cùng thành công đấy. Đầu tiên, bọn hắn truyền ra tình cảnh hài kịch mỗi người đều yêu Raymond, thủ tập truyền ra liền vượt qua 9 triệu người xem con số, tỷ lệ người xem qua 3, làm cho tất cả mọi người đều ghen ghét vận may của bọn hắn khí, đã vậy còn quá thoải mái mà liền chế tác thành công một bộ tốt phim truyền hình. Mà càng khiến người ta bọn họ kinh ngạc chính là, CBS chúc mừng còn chưa có bắt đầu, bọn hắn lại truyền ra CSI, lần đầu thu xem qua năm, xem nhân số đạt đến 1.350 vạn, càng là thoáng cái trở thành càng oanh động tin tức. Một bộ phim truyền hình có 1.350 vạn thu xem nhân số, hơn nữa tỷ lệ người xem vượt qua năm, nói cách khác cái này bộ phim truyền hình vô luận như thế nào đều là toàn bộ Mỹ tỷ lệ người xem top 10 phim truyền hình rồi, một khi truyền ra thì có như vậy thu xem phim truyền hình, thật sự là quá là hiếm thấy. Hơn nữa, càng hiếm thấy hơn chính là, cái này bộ phim truyền hình phong bình luận, cũng là không sai đấy. CBS Đài truyền hình mới kịch CSI Đội điều tra hiện trường là một bộ tương đương có ý mới, có xem chút kịch làm cái này bộ phim truyền hình thăm dò phá án nhân viên phá án thêm nữa. Chi tiết Khoa học điều tra thủ đoạn bị làm trọng điểm đến giới thiệu, điều này làm cho cái này bộ phim truyền hình đã có mới xem chút. Theo Los Angeles Times, đối với cái này bộ phim truyền hình bình luận điện ảnh tương đương khách quan, bọn hắn trực tiếp bắt được phim truyền hình càng sáng tạo cái mới bộ phận, đưa cho khen ngợi. Phim truyền hình có tương đối lớn mật đích phong cách, đáng giá xem xét chicago diễn đàn báo bình luận liền hơi chút có vẻ hơi tỉnh táo bọn hắn càng thêm chú ý đấy là phim truyền hình chế tác phong cách mà không phải kịch tình thám tử kịch phát triển đến nay khán giả đã đã sớm chán ghét truyền thống thám tử phá án hình thức muốn đem thám tử kịch quay chụp có trình độ gần sát cuộc sống hiện thực lại để cho khán giả bản thân cảm giác được cái này là trong hiện thực cố sự là ắt không thể thiếu đấy csi điểm đột phá ở chỗ nó dựa vào khoa học kỹ thuật duy trì thám tử kịch cần có lo lắng cùng kích thích cảm giác, điểm này là nó đột phá. Theo New York Times bình luận điện ảnh, thì là trực tiếp thảo luận nên như thế nào chế tác tình tiết vụ án kịch vấn đề. So với một bộ phim truyền hình thành công, bọn hắn càng thêm chú ý đấy là phim truyền hình nên làm sao chế tác. Đây là một bộ đủ để dẫn dắt mới tình tiết vụ án kịch quay chụp phương hướng phim truyền hình. tv đức cũng giống như vậy đưa cho phim truyền hình cực cao đánh giá mà cái này đánh giá cũng không đủ. So với một mình cởi ngựa, lo diệt suy luận phá án phương thức, cái này bộ phim truyền hình cung cấp mới mạch suy nghĩ. Vượt thời đại phim truyền hình, nếu như ngươi quyết định tại nơi này mùa hè bắt đầu truy cái này một bộ kịch tập, tuyệt đối là thứ lựa chọn sáng suốt. Nếu mà so sánh, Tivi tuần sang đánh giá, thì là đơn giản thô bạo hơn nhiều ý của bọn hắn rất đơn giản. Bộ phim này tỷ lệ người xem sẽ rất cao, xem là được rồi cái này bộ phim truyền hình rất là nhiệt nóng ánh trong lúc nhất thời đã trở thành tất cả mọi người chủ đề nóng sự tình phim truyền hình mấy cái nhân vật chính có thể nói là đều có các mị lực cổ quái đấy vất vả đấy du côn tức giận trung thực đấy mấy cái hoàn toàn khác nhau nhân vật dùng người bọn họ bình thường liền gặp đều không thấy được khoa học thủ đoạn phá án và bắt giam vụ án những vật này đều có được sức hấp dẫn rất mạnh lại càng không cần phải nói những này phim truyền hình bên trong nâng lên một ít dám chứng nhận phương diện thưởng thức cũng giống như vậy khiến người ta mở rộng tầm mắt hơn nữa những vật này còn đều là thật sự đấy trong cuộc sống hiện thực là có thể gặp được đấy cái này càng làm cho người cảm thấy hứng thú chúng ta phim truyền hình hiển nhiên là đã lấy được thành công đấy lúc này tại csi đoàn phim bên trong lever cũng ít có phá lệ cho phép tất cả mọi người uống rượu rồi đứng ở trên bàn mặt hắn trong tay bưng chén rượu trên mặt cũng là treo đầy dáng tươi cười rồi, nhưng là ta tin tưởng, chúng ta phim truyền hình, thành tựu khẳng định không chỉ như thế, tin tưởng ta, tương lai của chúng ta, hội càng thêm huy hoàng đấy. Đang cùng đoàn phim nhân viên cử hành chúc mừng về sau, lê nhưng không có như vậy thư giãn, trái lại, hắn lập tức liền bắt đầu liên lạc lấy nhân thủ, chuẩn bị một ít chuyện, phim truyền hình chiếu phim thành công rồi, nhất định sẽ có người nhìn chúng ta không vừa mắt đấy. Chúng ta đến làm cho truyền thông cẩn thận ứng chiến mới tốt, nói cách khác, cho dù tốt phim truyền hình, bị người dội nước bẩn nhiều hơn đều rất khó dừng chân. Cái này ngươi yên tâm đi. Đối với cái này, đảm nhiệm nhiều việc không phải người khác, chính là Lexi Moonves, phương diện này sự tình giao cho ta, CBS không phải dễ bắt nạt như vậy, chúng ta phổ biến ưa chuộng kịch, không được phép người nói bậy. Thế nhưng mà, CBS không dễ bắt nạt phụ, không có nghĩa là sẽ không có người khi dễ tập 1. Thì có 1.350 vạn xem con số, thật sự là thứ thành tựu kinh người. Coi như là bị NBC tôn sùng là của quý pháp luật cùng trật tự, thu xem nhân số cũng chỉ có 1.200 vạn tả hữu, CSI một khi truyền ra liền vượt qua cái số này, đủ để cho NBC đều cảm thấy áp lực. Bọn hắn có thể cảm giác được, CBS hiện tại có thể là thật đã mài đau soàn soạt, chuẩn bị cùng bọn hắn tiến hành một trận chiến đấu rồi. NBC tại nơi này mùa hè, cũng chuẩn bị rất thật tốt phim truyền hình. Chính là bởi vì cảm thấy áp lực, NBC tổng giám đốc cũng đã tiếp nhận phỏng vấn, tốt nhất tình cảnh hài kịch, vẫn là Ferenc, tốt nhất tình tiết vụ án kịch, cũng vẫn là pháp luật cùng trật tự, NBC vẫn là tốt nhất đài truyền hình, cái này không có thể nghi ngờ. Đối với CBS một tuần ở trong, truyền ra hai bộ thu xem nhân số qua ngàn vạn phim truyền hình, những thứ khác đài truyền hình, hoặc nhiều hoặc ít, có chút đỏ mắt. NBC đối với CBS khiêu chiến chính mình thống trị địa vị cách làm, rất nhanh sẽ phản kích rồi. Bọn hắn cũng có loại này lực lượng, bởi vì bọn họ có rất tốt phim truyền hình. Cái này lực lượng không phải ra thổi tới đấy. Thứ năm qua đi, lần nữa công tác thống kê thời điểm, mỗi người đều yêu Raymond vượt qua 1.000 vạn không ít người, có thể Feren 1.500 vạn thu xem nhân số, như cũ duy trì lấy tình thế cấp bách hài kịch loại không thể rung chuyển địa vị đã có Ferenc mang đến không thể trung chuyển địa vị lực lượng cam đoan, NBC phản kích cũng đã bắt đầu, tình thế cấp bách hai kịch trận địa đánh thắng, bọn hắn cũng lập tức liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía tình tiết vụ án kịch, rất nhanh, tại mai trên hạ thể cũng bắt đầu có người chỉ trích CSI quay chụp làm ấu rồi. DNA kiểm nghiệm một ngày là có thể ra kết quả. CSI nhóm nhỏ nhân viên công tác sẽ tới hiện trường đi làm án. Hơn nữa bọn hắn khai mở đều là xe Hummer nói lý ra quan hệ còn phi thường hòa hợp, cái này không có chút nào gần sát sự thật, cái này căn bản là nói bừa đấy. Truyền thông tiếng chỉ trích tại NBC thao tác dưới bắt đầu vang lên, truyền thông bắt đầu nếu lấy phim truyền hình sai lầm không tha, bắt đầu cho CSI chọc lấy các loại sai lầm, bắt đầu chỉ trích CSI kịch tập vấn đề. CSI nghĩ cách là tốt, chỉ là bọn hắn chế tác có thế căn bản không phải nước Mỹ CSI nước mỹ phá án dám chứng nhận phi thường lạc hậu căn bản không thể nào làm được có tất cả mọi người dna hàng mẫu hơn nữa công tác chậm chạp hiệu suất thấp csi theo trên căn bản chính là sai đấy bọn hắn quay chụp đấy chỉ có thể nói là khoa học viễn tưởng kịch vì chiếm trước tỷ lệ người xem truyền thông cạnh tranh cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đấy đã csi muốn theo chân thật phương diện đi đến quay chụp phim truyền hình như vậy bọn hắn liền trực tiếp chỉ trích cái này bộ phim truyền hình không đủ chân thật nếu như không có chân thật cái này bán điểm csi còn tính là cái gì nbc tìm điểm đột phá rất chuẩn dùng lý do như vậy áp bách một bộ mới kịch bọn hắn làm đầy đủ tàn nhẫn chỉ là bọn hắn tìm nhầm người đối với nbc cách làm muôn vét xem sau khi tới chỉ là cười cười rất nhanh tại truyền thông xào được phi thường kịch liệt thời điểm một phần mới bình luận cũng đã xuất hiện. Năm trước lúc tháng 10, bóng bầu dục minh tinh Tông Sơn bị tuyên bố vô tội phóng thích bởi vì tội của hắn chứng nhận lấy tài liệu không hợp cách vấn đề, nước Mỹ khoa học kiểm nghiệm công tác, bắt đầu nhận lấy rộng khắp chú ý, thời gian trôi qua vẫn chưa tới một năm, CSI cũng đã chiếu phim, cũng nói người chế tác ra tay cực nhanh. Mọi người đều biết, năm trước đến nay, mọi người vẫn cũng đang thảo luận người Tông Sơn án, nước Mỹ rất nhiều nơi khoa học kiểm nghiệm thủ đoạn không hợp cách cũng đều bị yêu sách đi ra. Có nhiều chỗ vẻn vẹn bằng vào một cái dấu chân, một ngón tay chính liền kết luận người phạm tội, có nhiều chỗ thì là dứt khoát liền pháp y đều là nghiệp dư đấy, thậm chí là nhà sĩ kim nhiệm đấy. Tình huống như vậy, tại toàn bộ Mỹ rất nhiều nơi đều tồn tại, so về trai nước cùng Nhật Bản, nước Mỹ tỷ lệ phạm tội rất cao, phá án và bắt giam dẫn đầu thấp hơn, đã là một cái lời lẽ tầm thường vấn đề. Pháp y công tác tại nước Mỹ không có khiến cho đầy đủ coi trọng, cái nghề nghiệp này thậm chí tại nhiều khi bị mọi người cùng tâm lý biến thái móc nối, thế nhưng mà cái nghề nghiệp này là rõ ràng có thể trợ giúp cảnh sát phá án và bắt giam vụ án người. Những vấn đề này, theo Tôn Sơn án đưa tới rộng khắp chú ý, mà hiện tại CSI bắt nó đẩy lên đỉnh phong, đây là một cái rất tốt tín hiệu. Chúng ta có lý do tin tưởng, khoa học xem xét vấn đề sẽ trở thành thám tử kịch ngày sau một cái là tối trọng yếu nhất đột phá phương hướng nhưng là cái nghề này xác thực cần càng nhiều người tây càng nhiều nửa lực lượng càng nhiều nửa chú ý cảm tạ csi bọn hắn cho chúng ta một cái bị chú ý cơ hội trang này bình luận ở bên trong cho ở trên không có bất kỳ mới là chỗ thế nhưng mà nó đang đi ra địa điểm không phải bất luận cái gì đại chúng truyền thông không phải bất luận cái gì bình luận điện ảnh truyền thông mà là pháp y học tạp chí cái này không là tới từ ở nghiệp dư nhân sĩ bình luận, mà là chuyên nghiệp nhân sĩ, đối với CSI tác dụng nhận định. Hiển nhiên, so với soi mói bình luận đám người, nhân sĩ chuyên nghiệp đối với phim truyền hình thái độ càng khoan dung. Sai lầm thì đã có sao? Điểm tô cho đẹp thì đã có sao? Không phù hợp sự thật thì như thế nào? Chỉ cần có thể trợ giúp pháp y học đạt được rất tốt chú ý, những này vấn đề nhỏ, tính là cái gì? truyền thông lên đối với CSI các loại chỉ trích, vào lúc này cũng tất cả đều tịch ngòi, với tư cách truyền thông, bọn hắn có thể soi mói chức trách không đủ chuyên nghiệp, thế nhưng mà tại nhân sĩ chuyên nghiệp cũng đã ủng hộ thời điểm, lời của bọn hắn, còn có cái gì tham khảo ý nghĩa? Chúng ta phim truyền hình có lẽ không phải 100% tả thực. Chẳng qua dù nói thế nào, cũng là càng gần sát sự thật đấy. Với tư cách phim truyền hình chế tác công ty, ở thời điểm này, Lever cũng đúng TV sâu, phỏng vấn, nói ra cái nhìn của mình, nghệ thuật là cho phép khoa trương đấy, chỉ cần có thể rất tốt phản ứng vấn đề thực tế là tốt rồi. Chỉ cần có thể phản ứng pháp y học tầm quan trọng, có chút khoa trương, lại có cái gì đâu này. Một phen ồn ào, NBC chẳng những không có có thể đem CSI tỷ lệ người xem đè xuống, ngược lại chẳng khác gì là vì là CSI làm miễn phí tuyên truyền. NBC coi như là dời lên đến thạch đầu đập phá chân của mình, lại để cho bọn hắn cũng là khó chịu không thôi. CSI tập 2 cũng đã chiếu phim rồi, Sarah xuất hiện về sau cùng lão dê mập mờ, riết về đơn vị lúc CSI nhóm nhỏ biểu hiện ra ngoài đoàn kết, hơn nữa tại Las Vegas một đêm phất nhanh lại bị mưu sát vụ án, so với lên một tập phức tạp hơn tình tiết vụ án, cùng hiển lộ ra nhiều người hơn tính đoàn đội, càng là đem ánh mắt mọi người, tất cả đều hấp dẫn tới rồi. Nguyên bản CSI cảm tình chi nhánh vùi được quá sâu, hoàn toàn dùng vụ án là chủ yếu tại nhân vật quan hệ lên không rất cường điệu phương diện này vấn đề lever đã chú ý tới đương nhiên sẽ không phạm lần thứ hai cái này một tập kịch tình nhân vật quan hệ triển khai càng tốt hơn mấy người quan hệ lộ ra gấp vô cùng mật bởi vậy cái này tập phim truyền hình truyền ra hiệu quả cũng càng tốt hơn đem tập hai lúc kết thúc alexander xông vào tổ quay phim thời điểm cơ hồ là một đường gào thét đem tỷ lệ người xem hô lên 1750 vạn, vẽn vẹn một tập, chúng ta thu xem nhân số dân lên 400 vạn, hiện tại tỷ lệ người xem đã sắp muốn đạt tới 9, 9 tỷ lệ người xem, chúng ta phim truyền hình là kinh điển bên trong kinh điển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 Toàn bộ Mỹ đệ nhất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cập nhật lúc 2014 9 8 12 17 03 số lượng từ 3.386 thu xây đối với phim truyền hình studio người mà nói đều là tương đương bận rộn một ngày phim truyền hình quay chụp, thứ hai cầm kịch bản thứ ba sau lưng lời kịch thứ tư thứ năm là tập luyện thời gian đến thứ sáu chính là chính thức thu rồi mỗi người đều biết ngày hôm nay hội tương đương bận rộn áp lực cũng biết tương đối lớn không có có cái gì đặc biệt nguyên nhân ai cũng sẽ không tại mảnh trong tràng, lung tung kêu to đấy. Thế nhưng mà, lúc này đây, đem CSI nhà sản xuất một trong Alexander gạo thét lớn xong lại thời điểm, tất cả mọi người tha thứ hắn. Tuy nhiên hắn đại hống đại khiếu xác thực không đúng, thế nhưng mà hắn kêu đi ra lời nói, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kích động. Tỷ lệ người xem thứ hai Toàn bộ Mỹ thứ hai phim truyền hình Các bạn đồng hành các ngươi đập đi ra toàn nước mỹ tỷ lệ người xem thứ hai phim truyền hình lời của hắn thanh âm làm cho cả phòng quay phim người toàn bộ đều có chút ngây ngẩn cả người hôm nay là thứ năm chính là phim truyền hình tiến hành tập luyện thời gian cơ hồ sở hữu tất cả diễn viên đều tại phòng quay phim bên trong vào lúc này bọn hắn toàn bộ cũng nghe được tin tức này cùng lên một tuần đã nghe được tin tức cuồng hỉ bất đồng lúc này đây bọn hắn tất cả đều ngây dại Tỷ lệ người xem, toàn bộ Mỹ thứ hai. Vượt qua Ferren, vượt qua pháp luật cùng trật tự, gần với cố sự phòng cấp cứu rồi hả? Trời ạ, à, chúng ta đến cùng tạo cái gì phim truyền hình đi ra? Bóp vốn cũng là tới ngăn cản Alexander đấy, mà lúc này, đã nghe được Alexander lời mà nói, hắn cũng là tức cười dừng bước, hắn tin tường toàn bộ Mỹ để nhất tỷ lệ người xem là cái kia bộ chế tác phí cao không hợp thói thường tiền quảng cáo cũng cao không hợp thói thường cố sự phòng cấp cứu chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình phim truyền hình lại có thể tiếp cận cái kia một bộ rồi toàn bộ mỹ tỷ lệ người xem thứ hai như thế nào có thể có sao đơn giản đến đệ nhị đương nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng cái này tỷ lệ người xem thứ hai nói là phim truyền hình tiết mục tỷ lệ người xem thứ hai mà không phải sở hữu tất cả tiết mục tỷ lệ người xem thứ hai nếu sở hữu tất cả tiết mục đều tính cả lời mà nói, bóng bầu dục tiết mục sẽ là vĩnh viễn đệ nhất danh, mỗi khi gặp trọng điểm trận đấu liền vượt qua 20 tỷ lệ người xem, trọng đại trận đấu 5.000 vạn đã ngoài thu xem nhân số, là những thứ khác bất luận cái gì tiết mục TV đều không thể so sánh đấy. Cùng cái loại này tiết mục so, thuộc về tự tìm đường chết. Thế nhưng mà, coi như là phim truyền hình loại thứ hai, cũng rất khủng bố rồi. 1.750 vạn người thu xem, So với lên một tuần, suốt nhiều đi ra 400 vạn, bóp cũng tốt, cờ lát cũng tốt, mọi người toàn bộ đều không thể tin được cái này con số kinh khủng. Bọn hắn vốn cho rằng, chính mình phim truyền hình, có thể làm cùng pháp luật cùng trật tự không sai biệt lắm, đã là đến đội lên. Bọn hắn vốn cho rằng, coi như là thu xem nhân số vượt qua pháp luật cùng trật tự, có thế là vì CBS tuổi thọ tầng vấn đề, bọn hắn tỷ lệ người xem cũng rất khó vượt qua pháp luật cùng trật tự cái này hội trở thành một trường kỳ cãi cọ cố sự, song phương cần muốn trường kỳ cạnh tranh, ai mới là đệ nhất tình tiết vụ án kịch, có thế ai biết, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn hắn liền nên đón đến rồi chế tác được tỷ lệ người xem sôi động phim truyền hình về sau lại một cái mới tin tức. Tốt. Bọn hắn phim truyền hình dễ như trở bàn tay, đè nát chướng ngại vật pháp luật cùng trật tự, cướp đi đệ nhất tình tiết vụ án kịch địa vị. 350 vạn thu xem nhân số khác biệt, bất kể như thế nào công tác thống kê tỷ lệ người xem, cái này đều đã không cùng đẳng cấp phim truyền hình rồi. NBC nói bọn hắn phim truyền hình không bằng NBC đấy, Foreign lập tức thành công cho CBS một cái bạc tai, có thể CSI lập tức liền thuận tay rút đi về. NBC là phim truyền hình vương giả, cũng là bởi vì bọn hắn tại tình tiết vụ án, chữa bệnh, tình thế cấp bách hài kịch ba cái được hoan nghênh nhất các loại hí khúc lên, đều là đổ trạng nguyên đấy, có thể hiện tại pháp luật cùng trật tự bảo tọa đã để đi ra nbc vương giả địa vị đã bắt đầu bị nảy ra động mà nếu như là toàn nước mỹ tốt nhất như vậy tự nhiên cũng chính là toàn bộ thế giới tốt nhất tuy nhiên người nơi này không có cẩn thận phân tích qua quốc gia khác phim truyền hình trình độ đến tột cùng như thế nào có điều thuyết pháp này cũng là không tính sai chúng ta vậy mà thật sự thành công rồi bob không thể tin được nhìn một chút cờ lát bởi vì chúng ta rất mạnh Clark mới chẳng muốn đi cân nhắc cái gì tình thế cấp bách hài kịch trời sinh chân ngắn, 1.500 vạn cơ bản cũng là cực hạn, pháp luật cùng trật tự truyền ra quá lâu, tạo thành thu xem nhân số hạ thấp các loại lời nói rồi, chúng ta rất mạnh, cho nên chúng ta thành công rồi, chúng ta rất đáng gờm, chúng ta so với bọn hắn đều mạnh hơn nhiều. Cái gì pháp luật cùng trật tự? Đi chết đi! Chúng ta mới là trật tự mới, chúng ta chính là mới pháp luật. Clark tuyên ngôn, đổi lấy một mảnh hoa cung. Các diễn viên cũng tốt, đoàn phim bọn họ cũng tốt, bọn hắn đều biết, toàn bộ Mỹ thứ hai tỷ lệ người xem có ý nghĩa như thế nào. Phòng cấp cứu trong cố sự, mấy cái nhân vật chính, thế nhưng mà mỗi người lương cao, hơn nữa, trong đó đẹp trai nhất giót giờ, Ni, thậm chí đều bị lôi đi, đi đi điện ảnh, thậm chí có đồn đãi nói, hắn bởi vì cái cầm đường nét rất tuấn tú, cho nên muốn tại trong phim ảnh diễn Batman bộ đầu tư hơn một tỷ lớn chế tác điện ảnh nhân vật nam chính. Cơ hội như vậy, đối với nơi này tất cả mọi người là thứ mộng. Chúng ta phim truyền hình là nóng nhất truyền bá tình tiết vụ án kịch rồi, toàn nước Mỹ, toàn bộ thế giới tốt nhất tình tiết vụ án kịch. Alexander cùng đồng bọn của mình từng cái ông ấp lấy. Nói thật, pháp luật cùng trật tự 1.200 vạn thu xem nhận thua, đã từng ở trong mắt hắn xem ra chính là một cái không có khả năng đạt tới mộng ảo con số, Thế nhưng mà hiện tại, 1.200 vạn đối với CSI mà nói, quả thực là thất bại. Chúng ta cần lại để cho CBS cho chúng ta điều chỉnh đến thứ năm đi đấy, nếu như đến thứ năm, chúng ta tỷ lệ người xem còn có thể rất cao. Nói không chừng có thể so với cố sự phòng cấp cứu còn cao hơn. Thứ tư thu xem nhân số không bằng thứ năm, chúng ta có hại chịu thiệt rồi, chúng ta thua thiệt lớn. Alexander vẫn còn lẩm bẩm, mà lúc này Lever đã đi rồi tới, nghe được lời của hắn, trực tiếp cười ra tiếng, "Còn cần ngươi nói. Hiện tại mà ngay cả CBS chính mình, chỉ sợ cũng đang lo lắng lấy như cho chúng ta điều chỉnh truyền ra thời gian đây này đi. Như vậy ta đi thúc thúc bọn họ. Bọn hắn chắc có lẽ không cự tuyệt lời của ta a. À. Không nóng nảy, chưa nghe nói qua chiếu phim vẫn chưa tới nửa quý liền ngày khác con đấy." Lever lắc đầu, "Hơn nữa chúng ta chờ một chút xem." 1750 vạn, nhân số không ít, thế nhưng mà vẫn chưa tới đủ để cho người vừa ý tình trạng. Cũng đã toàn bộ Mỹ đệ nhị, ngươi còn không hài lòng. Alexander mở to hai mắt nhìn, ngươi chẳng lẽ mong muốn toàn bộ Mỹ đệ nhất tỷ lệ người xem. Bệnh bộc phát nặng thất cố sự, thu xem nhân số thế nhưng mà 2.100 vạn. 2.100 vạn rất cỡ nào? Lever lại lắc đầu, hãy chờ xem, chúng ta phim truyền hình, không thể so với bọn hắn trên lệch đấy. Lever có đầy đủ tự tin, chính mình phim truyền hình có thể đạt được càng nhiều nữa ưu ái. CSI đại biểu chính là một loại hoàn toàn mới lý niệm tình tiết vụ án kịch, như vậy tình tiết vụ án kịch, 2.000 vạn thu xem nhân số không phải vấn đề nan giải gì. Tại tranh đoạt tỷ lệ người xem lên, tình tiết vụ án kịch có quá lớn tiên thiên ưu thế, càng quảng đại hơn thích ứng đám người, lại càng dễ chế tạo hấp dẫn người lo lắng cùng tình tiết càng thêm kinh hiểm cùng kích thích, lại để cho cái này loại hình kịch tập trời sinh liền so hài kịch đợi chủng loại càng thêm dễ dàng hấp dẫn người xem. Hiện tại CSI một khi truyền ra liền đạt được thành công lớn, có thể nói đã xác định, cái này bộ phim truyền hình, trên cơ bản đã đã tập trung vào năm này tỷ lệ người xem top 5 rồi. Mà nếu như theo như trường kỳ mà nói, cái này bộ kịch có trở thành tỷ lệ người xem đệ nhất phim truyền hình tiềm lực, nếu như dựa theo kịch tập nói, dùng loại này sôi động trình độ, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, nhất định là có thể quay nhiếp năm quý đã ngoài rồi. Phim truyền hình chế tác đến cái này phân thượng, tuyệt đối xem như tương đương thành công rồi. Chữa bệnh kịch cùng tình tiết vụ án kịch, mãi mãi cũng là nhất ăn ngon các loại hí khúc. Ferran được xưng phim Mỹ bên trong tốt nhất tình cảnh hài kịch tác phẩm, có thế kỳ thật chỉ có một năm cầm tới qua thu xem quán quân, mà CSI, CM, thầy thuốc tập sự Grey như vậy kịch thu xem nhân số vĩnh viễn chỉ dùng đến tranh đoạt đệ nhất đấy. Mà hiện tại, CSI cần phải cùng cạnh tranh đấy, chính là cố sự phòng cấp cứu. Bộ thị trường chiếm hữu dẫn đầu có thể mấy lần đạt tới 50, hơn nữa thành công nâng đỏ lên giót giờ, Clooney phim truyền hình. Lúc này đây, vô luận là NBC hay vẫn là CBS đều đã làm tốt đánh tốt một trận chuẩn bị. CBS sớm tuyên bố rồi, xuất phát từ phát ra mới kịch cân nhắc cbs đem csi điều chỉnh đến thứ năm cái này cách làm là trắng trợn khiêu chiến nbc rồi mà nbc cũng không cam chịu yếu thế bọn hắn lập tức bắt đầu vì là cố sự phòng cấp cứu tạo thế một phương diện lập tức có đồn đãi nói là có ngôi sao lớn mong muốn nghiệp dư phim truyền hình một mặt khác bọn hắn cũng làm cho giót giờ luni bọn người tất cả đều nhảy ra nhận lấy các loại phỏng vấn đương nhiên bọn hắn cũng không quên tại những tiết mục khác phía dưới cho cố sự phòng cấp cứu đánh đánh quảng cáo, đối với bọn hắn mà nói, tỷ lệ người xem đệ nhất bảo tòa, không thể lại vứt bỏ, hơn nữa, còn thuận tiện lấy tại chính mình đài truyền hình lên, tuyên bố muốn chế tác một cái cùng pháp y có quan hệ tiết mục TV, hy vọng dùng này, đến thúc đẩy phim truyền hình tỷ lệ người xem. Mà vào lúc này, CSI cũng bắt đầu ở trên TV, trực tiếp thả ra bọn hắn tập 3 phim truyền hình báo trước, báo trước rất đơn giản, nó chỉ là nói cho mọi người, tập ba nghiêm chỉnh tập, đều muốn muốn vây quanh một cái tên gọi là trâu nước án bản án mà nói thuật. Thế nhưng mà, coi như là đơn giản báo trước, liên quan đến diệt môn, xâm phạm nhi đồng đề tài, đều sẽ có người chú ý đấy, huống chi, vụ án này bên trong biểu diễn tên gọi là Linh Xây, Loan Bé Gái, tại ngắn mũi hơn 10 giây báo trước bên trong, cũng làm người ta phi thường yêu thích rồi. Lúc này đây, cái này hai bộ tác phẩm, muốn tiến hành thoáng một phát va chạm rồi tuần thứ ba đã đến thời điểm, đoàn phim người ở bên trong bọn họ, đến so dĩ vãn sớm rất nhiều, hơn nữa, bọn hắn buổi sáng tại sắp xếp lúc luyện, cũng tất cả đều giành giật từng giây tự như, muốn đem buổi chiều công tác tất cả đều hoàn thành tự như. Bọn hắn biết, buổi trưa, Alexander sẽ mang đến tuần thứ ba tỷ lệ người xem báo cáo, phía trên kia tin tức, là bọn hắn quan tâm nhất đấy. Còn lần này, Alexander không phải mình đến rồi, đi theo ở bên cạnh hắn đấy, vẫn còn CBS giải trí tổng giám đốc Leslie Munvet. các bạn đồng hành hôm nay để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến một cái vĩ đại thời khắc nhìn xem người khác đều tại nhìn mình Leslie Munvet cũng lập tức liền đã biết người đám đó nghĩ cái gì hắn trực tiếp nhảy lên cái bàn lớn tiếng đã mở miệng đây là một cái đáng giá hoan hô chúc mừng thời khắc cái này thời khắc tất nhiên bị ở đây từng cái may mắn tham dự người chỗ ghi khắc chúng ta CSI thu xem nhân số đạt đến 2.400 vạn tỷ lệ người xem, 13. 7. 24. Chúng ta thu xem nhân số vượt qua cố sự phòng cấp cứu, chúng ta phim truyền hình, là toàn đẹp đệ nhất phim truyền hình rồi. Thanh âm của hắn ngẩng cao lên, các ngươi mỗi người, đều là của chúng ta ngôi sao của ngày mai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 45 Im lặng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cập nhật lúc 2014, 9, 9, 11, 54, 31 số lượng từ 3.570 Lexi, muôn vết tin tưởng, vô lượng thời gian trôi qua bao lâu, hắn đều rất khó quên mất Cái này năm 1996 mùa hè, chính mình là may mắn giường nào, CBS là may mắn giường nào nếu như tại tháng 5 phần lúc trước, có người nói cho Leslie Moonves, tại hắn tiếp nhận CBS giải trí tổng giám đốc về sau, hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng một năm liền khai cuộc tra hai bộ quan sát nhân số vượt qua một nghìn vạn phổ biến ưa chuộng kịch, trong đó vẫn còn một bộ là tỷ lệ người xem toàn bộ Mỹ đệ nhất phổ biến ưa chuộng kịch, hắn là tuyệt đối không chịu tin tưởng đấy. Phim truyền hình chế tác nhìn như đơn giản, trong đó học vấn cũng rất sâu, một cái đài truyền hình một năm tối đa lên ngựa ba bốn mới kịch, mà những này mới kịch bên trong có một nửa cũng có thể trở thành phổ biến ưa chuộng kịch, đây quả thực là đang nằm mơ. Có thế hiện tại, hắn rõ ràng biết, mộng đẹp cũng là có thể trở thành sự thật đấy. Từ khi CSI phát sóng đã đã 2 tháng, thời gian đã đến tháng 11 phần, CSI truyền ra như cũ tương đương kiên quyết. Suốt 2 tháng, 7 tập phim truyền hình trôi qua, mọi người như cũ đối với cái này bộ phim truyền hình tràn đầy nhiệt thành. Lexi vẫn luôn chầm chầm vào cái này bộ phim truyền hình tỷ lệ người xem, mà căn cứ chi tiết của hắn biểu hiện, hiện tại 7 tập trôi qua, bình quân tỷ lệ người xem vẫn luôn tại 10 trở lên, mà thu xem nhân số vẫn luôn tại 1.800 vạn trở lên. Phim truyền hình truyền ra bắt đầu giai đoạn, cũng không có thiếu người, chỉ trích cái này bộ phim truyền hình vô cùng âm u, vô cùng thâm trầm, hoài nghi khán giả không quen nhìn như vậy phim truyền hình, không thích nội dung sâu như vậy phim truyền hình. Nhưng đã đến hiện tại, không còn có người nói lời như vậy, nhất là tại tập 3 chiếu phim về sau, 2.400 vạn tỷ lệ người xem, tại toàn bộ Mỹ phổ biến ưa chuộng đồng thời, cái này một tập cũng đưa tới toàn bộ toàn nước Mỹ chú ý, cái này được xưng là trâu nước án vụ án, khiến cho oanh động là khó có thể tưởng tượng đấy. Phụ thân tại thê tử dễ dàng tha thứ xuống, lăng nhục tuổi nhỏ con gái, sinh ra nữ hài. Mà ở nữ hài vừa được 10 tuổi về sau, phụ thân lần nữa mong muốn lăng nhục bé gái, xuất phát từ mẫu tử thiên tính, vừa mới lên trường cấp ba trưởng nữ, lại để cho bạn trai của mình giết phụ thân của mình cùng mẫu thân, còn nhỏ hài đồng bị phụ thân lăng nhục, lại gặp được huyết tinh tràn diện, nhận lấy thật lớn bị thương, chỉ nhớ rõ cái kia trâu nước hình dạng sợi dây chuyền. Yêu thích trẻ con, loạn luân, mẹ con thiên tính, trả thù, diệt môn, thù ngược đã nhi đồng, những này đề tài, tại trong cố sự tất cả đều xuất hiện, vốn cho rằng án giết người cũng đã đầy đủ âm u đám người nhìn xem từng bước vạch trần tình tiết vụ án tất cả đều là cảm nhận được đập vào mặt thống khổ cùng hắc ám càng là trọng khẩu vị vụ án liền càng có thể khiến cho mọi người tiếng vọng mà cái này vụ án cũng rất tốt nói rõ điểm này cùng truyền thống biến trạng thái sát nhân cùng giết người phóng hỏa cảnh sát phá án và bắt giam vụ án bất đồng vụ án này bên trong tuy nhiên cũng có biến trạng thái thế nhưng mà biến trạng thái cùng cũng là bị giết một phương mà kẻ giết người thì là nhu nhược được khi dễ kẻ yếu trả thù, điều này cũng làm cho mọi người tại nghiên cứu thảo luận lấy, vụ án này đến tột cùng nên như thế nào quyết định. Dựa vào cái này một tập phim truyền hình, CSI thành công đem mình chủ đề, theo biệt bợm phạm tội gia tăng đến nhân tính thăm dò, cái này một tập cực kỳ chiều sâu phim truyền hình, cũng vì CSI đã mang đến 2.400 vạn thu xem nhân số, cái này bộ phim truyền hình, trở thành năm nay thu xem tối đa kịch tập. Mà tập 1 liền đạt được hơn 1.000 người xem, ngay sau đó ngắn ngủi hai tập liền trở thành toàn bộ Mỹ được hoan nghênh nhất phim truyền hình, CSI cũng đã chứng minh chính mình là vĩ đại nhất phim truyền hình một trong. Đương nhiên, phim truyền hình không có khả năng mỗi một tập đều bảo tố đến mới điểm cao nhất. Tại tập 3 điểm cao nhất qua đi, phim truyền hình xem nhân số cũng có chỗ trượt, chỉ là, dù cho dù thế nào trượt, bình quân xem nhân số 1.800 vạn, vẫn là đủ để cho người nghẹn họng nhìn trân trối con số. Một giấc mộng huyễn giống như không thể tưởng tượng nổi con số, loại trừ CBSR ER còn bảo trì gần 20 triệu thu xem nhân số, Ferenc có thể đạt tới 1.700 vạn thu xem nhân số, liền không có bất kỳ một cái phim truyền hình, có thể tiếp cận cái số này rồi, thậm chí tại toàn nước Mỹ sở hữu tất cả tiết mục TV ở bên trong, có can đảm có đảm lượng tự xưng tỷ lệ người xem tuyệt đối vượt qua cái này phim truyền hình đấy, cũng chỉ có một ít tương đối trọng yếu bóng bầu dục trận đấu rồi. Hơn nữa, phim truyền hình phổ biến ưa chuộng hiệu ứng không chỉ có như thế mà thôi. Rất nhiều fans hâm mộ hiện tại đã bắt đầu tại tự phát tổ chức một ít thảo luận đoàn thể rồi bọn hắn tại trên Internet thảo luận những cái. Khi phá án thủ đoạn, thảo luận những cái, kia vụ án hướng đi, thậm chí tự phát bắt đầu xếp đặt thiết kế kịch tình, chính mình viết cố sự tình tiết kịch bản, cái này bộ phim truyền hình chiếu phim còn chưa tới nửa năm, liền đã có không ít đồng nghiệp kịch tập rồi cái này bộ phim truyền hình triệt để phát hỏa. Ngươi thật là cái giỏi lắm thiên tài. Tại Mystery công ty nhìn xem phim truyền hình chế tác lúc, Lexi đối với Lever cũng là có chút ít ca ngợi, bất luận là ai, chỉ cần có thể lại để cho Lexi kiếm được tiền, Lexi cũng có thể như vậy ca ngợi. Không có gì lớn đấy, chế tác phim truyền hình quan trọng là tìm được hình thức, chỉ cần tìm được cần có hình thức, tìm tìm tới chính mình con đường thành công đồ, như vậy, có thể nhẹ nhõm đạt được thành công rồi. Phim truyền hình quan trọng nhất là biên kịch, biên kịch tốt rồi, kịch bản viết được được, cũng không có vấn đề. Đối với cái này, Lever nói tương đương nhẹ nhõm, có thể Lexi cho tới bây giờ đều không cho rằng cái này rất đơn giản. Không có cố sự phòng cấp cứu, ai có thể sâu sắc tổng kết ra nhân tính cùng chuyên nghiệp hai cái này mấu chốt. Không có rút anh hùng hình thức người khác làm được sao? Đồng dạng, Lever làm nhẹ nhõm, có thế không có nghĩa là những người khác có thể làm được nghĩ đến người khác không thể tưởng được đấy hơn nữa thay đổi áp dụng bản thân cái này sẽ rất khó hơn nữa huống chi cái này bộ phim truyền hình lại ở đâu chỉ là biên kịch tốt những cái kia các diễn viên lại có cái nào không tốt david lori làm cho này bộ phim truyền hình diễn viên chính hắn mị lực cá nhân tại phim truyền hình mà biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế người nước anh diễn xuất lại để cho hắn lộ ra phong độ nhẹ nhàng đẹp âm tiếng Anh tiêu chuẩn phát âm, lại để cho hắn đã lấy được đại chúng yêu thích, hơn nữa có chút có đặc điểm tính cách biểu hiện, hiện tại hắn đã là cấp tốc nhảy lên đỏ lên, tương tự, na thần, hơi vô lại, lại thói quen hội giả ngu mại manh biểu diễn, lại để cho hắn cũng. Thoát ly phim truyền hình, bắt đầu biến làm người biết rõ, hơn nữa mết bớt không thẹn cho Ami thưởng đề danh biểu diễn trình độ, đã nhân vật mới Emmy, Adam xuất sắc phát huy, cái này bộ phim truyền hình diễn viên cũng đều là đỉnh cấp đấy. Những người này hiện tại cũng đã có chính mình kịch mê, đều đã có chính mình truy phủng người. Rất nhiều người cũng đang thảo luận người, bọn hắn ai sẽ cái thứ nhất đạt được Ami thưởng, thậm chí còn, ai sẽ trước hết nhất trở thành xuất sắc hơn minh tinh điện ảnh. Một bộ cố sự phòng cấp cứu, nâng đỏ lên không chỉ một cái diễn viên. Mãi cho đến 30 tuổi còn Âu sầu thất bại giót giờ, Clooney, chính là dựa vào cái này bộ phim truyền hình, trở thành toàn bộ Mỹ công nhận đại xuất ca, thậm chí hiện tại đồn đãi muốn biểu diễn Batman rồi mà CSI ở trong phải hay là không cũng biết đi ra ngoài như vậy xuất sắc diễn viên. Vấn đề này cũng là nói bất định đấy. Có điều, liền coi như bọn họ thành danh, cũng khẳng định không phải cái này bộ phim truyền hình cái thứ nhất thành danh được rồi. Cái kia gọi là Lindsay, loan bé gái bất quá là chỉ diễn một tập mà thôi, thế nhưng mà, nàng tại phim truyền hình ở bên trong biểu hiện ra ngoài có thế là hoàn toàn cùng tuổi tác không hợp xuất sắc hành động. Nghe nói hiện tại Disney cũng đã muốn tìm nàng quay chụp điện ảnh rồi, nói không chừng trong những người này, ngược lại là nàng cái thứ nhất thành danh. Suốt hai tháng đến nay, CSI dùng một tập đón lấy một tập tình tiết vụ án điều tra, hấp dẫn toàn nước Mỹ sự chú ý, thậm chí còn, cái này bộ phim truyền hình đã bắt đầu đối với nước Mỹ xã hội đã tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng tới. Lexi làm điều tra biểu hiện, hiện tại pháp y cái nghề nghiệp này đều bởi vì csi thịnh hành biến bắt đầu nhận lấy đại chúng yêu thích rồi rất nhiều người bắt đầu chú ý cái nghề nghiệp này rồi dám chứng nhận khoa cái nghề nghiệp này bề ngoài quản được hoan nghênh tại trôi qua nước mỹ bởi vì dám chứng nhận kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn có không ít tình tiết vụ án tích lũy xuống tại đây bộ phim truyền hình truyền ra về sau những này hiện tượng cũng đưa tới đại chúng chú ý thậm chí tại theo như đồn đãi có nhiều chỗ đã bởi vì cái này bộ phim truyền hình truyền ra, bắt đầu đối với địa phương Pháp y phải chăng có tư cách mà tiến hành đã điều tra, có nhiều chỗ, thật đúng là điều tra ra đi một tí không hợp cách người. Bộ phim truyền hình có thể làm được như vậy lực ảnh hưởng, coi như là khó được. Vận khí của mình thật sự thật tốt quá. Lập tức liền là tháng 11 rồi, tự mình cũng nên ngẫm lại, nghĩ biện pháp trợ giúp CSI lại để thăng thoáng một phát tỷ lệ người xem rồi mong muốn thăng cấp một cái phim truyền hình tỷ lệ người xem, phương pháp có rất nhiều. Đơn giản nhất, bắt nó phóng tới phổ biến ưa chuộng kịch đằng sau truyền ra, có thể kéo tỷ lệ người xem. Chỉ có điều, tự hồ hiện tại toàn bộ thế giới, có thể đem 1.800 vạn tỷ lệ người xem hướng lên mang phim truyền hình. Có sao? Tự hồ đã không có. Mà nếu như lại nghĩ cách, chính là mời minh tinh gia nhập liên minh, tới kéo động phim truyền hình chú ý độ rồi, nếu như CSI có thể tái tiến một bước đề cao tỷ lệ người xem, như vậy, triệt để bỏ qua cố sự phòng cấp cứu, tại mùa thu thời điểm, nói không chừng cũng có thể trùng kích thoáng một phát bóng bầu dục rồi. Lexi đối với cái này, cũng có chút ít nghĩ cách. Hắn cũng đã an bài nhân thủ, đi mời các minh tinh đến đây nghiệp dư. Chẳng qua trước đó, chính mình muốn làm đấy, hay vẫn là nghĩ kỹ như thế nào lại để cho cùng CSI chủ sáng nhân viên duy trì tốt rồi quan hệ? Raphael, ta nhớ được ta đã cùng ngươi đã nói rồi, đề nghị Mystery công ty, đem công ty của bọn hắn đem đến CBS tổng bộ ra, bọn hắn không có trả lời sao? Hiện tại Hollywood, đã không như trôi qua niên đại, minh tinh đạo diễn đều thuộc về công ty lớn dưới cờ rồi chỉ là, coi như là đến hiện tại niên đại, công ty lớn vẫn là công ty lớn, đạo diễn cùng minh tinh, như cũ hội cho thuê cùng mình so sánh thân cận công ty lớn sân bãi văn phòng, với tư cách CBS giải trí tổng giám đốc, Lexi cũng rất hy vọng Mystery công ty đem đến CBS ra. Bọn hắn hiện tại đã làm ra một bộ phổ biến ưa chuộng kịch, về sau cũng có khả năng chế tác TV khác kịch, mà không. Quản bọn hắn chế làm cái gì phim truyền hình, nếu bọn hắn ở chính là CBS địa bàn, bọn hắn cần cân nhắc đấy, chính là trước cho CBS xem qua. Ta hỏi qua rồi, bọn hắn cự tuyệt vời. Trợ lý Raphael trả lời ngay Leslie lời mà nói, "Chỉ là kết quả này, có thể chưa tính là đặc biệt lại để cho người vừa ý." Leslie khẽ nhíu mày, lập tức cũng liền nghĩ đến nguyên nhân, bọn hắn hay vẫn là nghĩ đến quay chụp điện ảnh, không muốn từ nay về sau liền dấn thân vào phim truyền hình, đúng không? Nhanh như vậy liền đã quên bọn họ là thường thế nào tiền rồi hả? Leslie lắc đầu, có chút im lặng. Lúc này mới nhiều trường thời gian liền đã quên đi rồi chính mình đã từng phạm sai lầm lầm rồi hả? Thành thành thật thật quay phim truyền hình thật tốt, điện ảnh các ngươi khiến cho chuyển sao. Raphael đã nhìn ra lão bản của mình bất mãn, tranh thủ thời gian cũng đang tìm mới tin tức tốt, tin tức tốt cũng có một cái. Chúng ta tìm kiếm nghiệp dư minh tin kế hoạch, đã đã tìm được người. Ai? Lexi đối với cái này lập tức hứng thú. Quen tin. Tarantino biểu thị đối với cái này bộ phim truyền hình có hứng thú, hắn hy vọng đảm nhiệm cái này bộ phim truyền hình đạo diễn quay chụp hai tập, hắn yêu cầu duy nhất là hai tập phải tại cùng một ngày liên tục phát ra. Phim truyền hình quay chụp thường đổi đạo diễn, hàng hiệu đạo diễn ngứa tay tới chơi thoáng một phát cũng không kỳ quái. Raphael nói xong lời nói, cũng đang chờ mình lão bản lên tiếng, thế nhưng mà, đợi rất lâu rồi, Leslie cũng không nói gì. Phim truyền hình hai tập phát sóng liên tục cái kia hả không phải là mini điện ảnh rồi hả? Quen tin vậy mà nguyện ý chạy tới CSI đoàn phim, quay chụp hai tập phát sóng liên tục phim truyền hình. Vừa mới vẫn còn cho rằng Mystery công ty không biết tự lượng sức mình Lexi, có chút nói không nên lời lời nói. Chẳng lẽ nói, Quentin Tarantino cho rằng, CSI quay chụp trình độ, thật không ngờ độ cao sao? Nếu liền hắn đều cho rằng như vậy, cái kia Lever tự tin, như thế nào lại là không biết tự lượng sức mình. Rice lần nữa bó tay rồi, chỉ là lúc này đây, nguyên nhân hoàn toàn bất đồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Bí mật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cập nhật lúc 2014, 9, 9 ngày 12 tháng 5 năm 46 số lượng từ. 3470 vào lúc này mystery công ty. Mấy người đồng bọn còn đều không có tiếp vào cái tin tức tốt này. Lúc này thì bọn hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn, nghe lấy Alexander nói xong phim truyền hình tiền lợi vấn đề. Phim truyền hình truyền ra nửa năm, tiền lợi con số đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta. Cùng chúng ta vốn là muốn phim truyền hình có thể chi trì chúng ta còn hết cho vay thế là tốt rồi bất đồng, hiện tại chúng ta phim truyền hình tiền lời không những được trả hết cho vay, nhưng lại có thể còn lại một bộ phận. Alexander báo lấy khoản, chỉ là, chung quanh của hắn, mấy người bằng hữu đều có chút vô tình. Người đem chúng ta gọi tới, chính là vì đàm tiền sao? Phim truyền hình đã ngược lại là kiếm tiền đấy, ngươi làm gì thế cần phải nói được như vậy mảnh? Trực tiếp nói cho chúng ta biết, đã kiếm bao nhiêu tiền chẳng phải là hết. Đối với Alexander cách làm, Clark ngay tại đậu đen rau muống phim truyền hình kiếm tiền những này ai không biết đâu này phim truyền hình đã quay chụp nửa năm rồi trong nửa năm này csi tỷ lệ người xem tương đương kinh người cũng khiến cho lever công ty của bọn hắn không còn là trước kia bị vùi dập giữa chợ biên giới công ty nhỏ bọn hắn hiện tại cũng cũng coi là so sánh chạm tay bị bỏng tiết một tivi người chế tác rồi bất kỳ một cái nào công ty tại đã làm ra tỷ lệ người xem vững vàng toàn bộ mỹ top 3 phim truyền hình về sau đều sẽ có không sai tiền lợi cùng danh dự, Mystery công ty tự nhiên cũng. Không ngoại lệ, hiện tại bọn hắn thu nhập cũng tương đương kinh người rồi. CBS kiếm tiền, lợi nhuận chính là tiền quảng cáo, hiện tại CSI chọc vào truyền bá quảng cáo, đã bán được 30 giây 20 vạn trở lên, CBS tự nhiên cũng là thu nhập xa xỉ. Mà Mystery công ty, lợi nhuận thì còn lại là chung quanh lợi ích cùng quốc gia khác phát ra quyền, hiện tại bọn hắn thu nhập đồng dạng kinh người. Cái này bộ phim truyền hình thủ truyền bá quyền bán đi 400 vạn cũng không tính là đặc biệt cao, thế nhưng mà, tại phim truyền hình náo nhiệt về sau, hiện tại lần truyền bá quyền mua sắm giá cả đã bị sao được rất cao, cái này bộ kịch lần truyền bá quyền, nghe nói có thể bán được 80 vạn một tập, thậm chí chính là 100 vạn một tập, đều là có khả năng, nếu quả thật có cái giá tiền này. Như vậy cái này bộ phim truyền hình thậm chí là chế kỷ lục lần truyền bá quyền phát ra giá cả rồi chỉ. Là lần truyền bá quyền, cũng đủ để tiền lời 2.000 vạn trở lên. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là tất nhiên đấy, không có bất luận cái gì sai lầm thu nhập. Những phương diện khác, tại quốc gia khác phát ra, cần cũng có thể đổi lại đầy đủ tiền lợi, nơi khác không nói, ít nhất hiện tại Canada phương diện, đã bắt đầu liên hệ muốn mua lại đến phát ra quyền rồi mà châu Âu, Australia, Nhật Bản, Hàng Quốc đợi quốc gia cũng đều tại liên lạc mua sắm tiết mục phát sóng trên truyền hình quyền. Tuy nhiên bọn hắn cho tiền tuy nhiên khả năng sẽ ít đi rất nhiều, có thể có một một tập mấy 100.000 USD đều là rất khó được được rồi, chẳng qua thịt mũi cũng là thịt, hơn nữa cũng may người mua đông đảo, chỉ cần có cái mười mấy cái quốc gia tiết mục phát sóng trên truyền hình, đây cũng chính là hơn một tỷ đã thu vào. Phim truyền hình tiền lợi đến chậm, bồi thường tiền khả năng có thể lớn, nhưng là với tư cách tỷ lệ người xem hàng đầu phim truyền hình, không có chút nào tất nhiên lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Hơn nữa, tại đây chút ít bên ngoài, còn có chung quanh sản phẩm, cùng với DVD chế tác thu nhập. Phương diện này, còn phải may mắn mà có CBS hỗ trợ, những cái kia khá lớn công ty, ở phương diện này kinh nghiệm 10 phần, kiếm tiền tốc độ là vượt xa lever tưởng tượng đấy. Một bộ phổ biến ưa chuộng kịch, chiếu phim sau 6 ngày, cũng chính là tiếp theo tập tiết một phát sóng trên truyền hình trước, sẽ có DVD đưa ra thị trường tiêu thụ rồi mà phim truyền hình người trong vật các loại quần áo và trang sức, cũng cũng sẽ ở phim truyền hình chung quanh thị trường rất nhanh chiếu phim, phim truyền hình chung quanh thị trường là rất trọng yếu đấy, đô thị loại hình phim truyền hình là muốn cam đoan thứ năm tiết một phát sóng trên truyền hình đã xong mới kịch, mọi. Người có thể mua được kịch trong xuất hiện quần áo, ăn mặc tham gia thứ bảy phái đúng đích có những này chung quanh thu nhập chống đỡ csi hiện tại thu nhập hoàn toàn là không thể tưởng tượng đấy thậm chí còn lever cũng nghe alexander nhấc lên bởi vì phim truyền hình so sánh hỏa thậm chí có công ty game cũng cùng alexander liên lạc qua có chế tác phim truyền hình cùng tên trò chơi mục đích hơn nữa một ít tương đối tên vẽ tạp chí cũng hướng csi đoàn phim biểu thị ra bọn hắn hợp tác mục đích nghĩ muốn chế tác cùng tên vẽ những này trong tương lai toàn bộ cũng có thể trở thành tiền mà alexander đoán chừng cho dù bảo thủ mà nói bài trừ dvd cùng lần chung quanh sản phẩm cần cho biên kịch diễn viên bọn người chia làm bộ phận cái này bộ phim truyền hình ở phương diện này một năm cũng có thể cung cấp cho bọn họ khá là xa xỉ đã thu vào nguyên bản phim truyền hình tổ người còn đang suy nghĩ lấy phim truyền hình có thể hay không lợi nhuận không đến đầy đủ chung quanh tiền lời bị cbs chém đứt chẳng qua hiện tại bọn hắn không bao giờ nửa lo lắng những này. Đến tiếp sau thu nhập cơ hội là thủ truyền bá quyền thu nhập gấp 2, CBS coi như là tại như thế nào nổi điên cũng sẽ không chính mình chém chính mình, cây rụng tiền. Các phương diện thu nhập cũng rất cao, lại để cho mấy người bằng hữu bọn họ cũng là đã mất đi nghe giấy tờ hứng thú. Thiếu tiền thời điểm, tìm trong công ty mượn cũng tốt, lãnh cũng tốt, sao phải phiền toái như vậy nghe khoản Alexander nhún vai, bất đắc dĩ khép lại chính mình cặp văn kiện, kỳ thật ta cũng chính là tận thoáng một phát nghĩa vụ. Gọi các ngươi tới đương nhiên không phải là vì những này, nói điểm làm người ta cao hứng sự tình. Halloween trong lúc, các ngươi đi nơi nào chơi? Phim truyền hình quay chụp cũng là có khoảng cách đấy. Halloween trong lúc, phim truyền hình ngừng truyền bá một tuần, lúc này cũng nên thương lượng một chút ngày nghỉ kế hoạch rồi. Chúng ta mong muốn đi Vegas, Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Clark ngẩng đầu lên. Kế hoạch này Lever kỳ thật cũng là lần đầu tiên nghe được, chẳng qua hắn nghe được thời điểm, cũng không có biểu thị phản đối. Hắn chưa từng đi Vegas, cũng muốn đi mở mang thoáng một phát. Las Vegas không thích hợp ta, lần trước đi vào trong đó về sau, ta đã có kinh nghiệm, muốn rời xa Las Vegas, to lớn hơn nửa con số, tại xuất sắc sáu cái điểm phía trước, đều lộ ra quá nhỏ rồi. Arin núi lớn lắc đầu, Las Vegas là cái rất tốt kế hoạch, thế nhưng mà ta chỗ này có một kế hoạch tốt hơn, các ngươi có hứng thú nghe một chút sao? Đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói mau đi. Ngươi biết Victoria Secret sao? Cái kia bán nhãn hiệu. Đương nhiên biết. Có ma, ta sớm nên nghĩ đến đấy, người như ngươi nhất định sẽ biết sâu chuyện như vậy. Alexander vỗ vỗ đầu, Victoria Secret sâu, chính là tại tháng 11 phần cử hành, cử hành trước sau, có các loại bữa tiệc, ta giúp các ngươi cho tới mời. Victoria Secret Show Lever cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút, những vật này không chỉ là hắn cả cuộc đời trước ký ức, mà chính là trong mấy tháng này, hắn nghe người ta nhắc tới qua đấy. Victoria Secret Show, đến bây giờ làm dừng lại, cũng không quá đáng là cử hành lần thứ ba mà thôi. Hiện tại cái này thanh tú còn không có ngày sau danh khí lớn như vậy, chỉ là là một cái so sánh tân triều khác loại sâu trường mà tồn tại. Có điều, tuy nhiên danh khí không lớn, cái này Thanh Tú trường nhưng lại tương đương có đại pháp lực sâu, mấy người đều nghe qua cái tên này, tuy nhiên đều chưa từng đi, thực sự đều hướng về đã lâu. Mà hiện tại, Alexander đã mang đến cơ hội này, lại để cho bọn hắn cùng đi bên kia. Chúng ta có thể đi tham gia các nàng sâu, mà ở sâu về sau, chúng ta còn có thể tham gia các nàng bữa tiệc một đám người mẫu hơn nữa là một đám người mẫu ta chuẩn bị cho các ngươi quà giáng sinh không sai a à? lễ giáng sinh còn có hơn một tháng đâu rồi hơn nữa là một cái người do thái lại vẫn cân nhắc lễ giáng sinh ngươi không phụ lòng thân phận của mình sao michael đậu đen rau muốn một câu nhưng là hay vẫn là không chút do dự đã tiếp nhận cái này hay ý nghe vào không sai các ngươi có hứng thú không Ta vốn là mong muốn tại lễ tạ ơn đi về gác đánh bạc cái thống khoái đấy, có điều, nếu có người mẫu lời mà nói, đánh bạc sự tình trước tiên có thể phóng vừa để xuống. Ta đối với sâu không có hứng thú gì, ta xem qua một ít, khá là khó coi, bóp lầm bầm một câu, ta đối với người mẫu không có hứng thú, nhưng là nếu là đi New York, như vậy chúng ta vừa vặn tiện đường. Ta cũng muốn về nhà đi nhìn thoáng một phát cha mẹ của ta rồi. Ngươi còn có thể càng không thú vị một điểm sao? Alexander vỗ vỗ hắn, chúng ta hiện tại thế nhưng mà toàn nước Mỹ tỷ lệ người xem cao nhất phim truyền hình chế tác công ty rồi, chẳng lẽ ngươi thì sẽ không thấy hơi chút phóng túng một điểm, cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng thoáng một phát sao? Ta chỉ là không quá ưa thích bữa tiệc mà thôi. Bóp há to miệng, không cùng các ngươi rồi, với tư cách đền bù tổn thất, các ngươi tất cả mọi người đi New York vé máy bay, ta đến mua xong rồi. Ai nói cho ngươi biết chúng ta lần này đi New York? Là cần phải mua vé máy bay đúng không? Alexander mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hắn nở nụ cười, chúng ta mới không cần mua vé máy bay đây này, ta thuê một khung máy bay. Ngươi nói là, ngươi thuê một cái máy bay tư nhân, vì là lại để cho mấy người chúng ta đi New York chơi một vòng. Ngươi điên rồi hả? Bob đã nghe được Alexander lời mà nói, kinh ngạc quay đầu lại. Có thể có bao nhiêu tiền? Bất quá là 60.000 Mỹ Kim mà thôi chút tiền ấy đối với chúng ta mà nói tính là cái gì? Đây bất quá là ngươi hai tuần tiền lương, bất quá là từng chút một món tiền nhỏ mà thôi, bớt, chúng ta hiện tại có tiền rồi, đây cũng không phải là trước kia rồi, hiện tại chúng ta là có thể hảo hảo mà chơi một trận được rồi. Đúng vậy a, à, hiện tại mấy người đã có tiền rồi, phim truyền hình chung quanh bán rất khá, đoàn phim cũng không có quá hà khắc, không có đi chết khấu trừ thấp nhất 3% chia làm, mà là dựa theo thói quen cho 5% chia làm, bóp hiện tại thu nhập, cũng là không có chút nào thiếu đấy. Cũng đúng, cái kia máy bay liền do ta đến thuê tốt rồi. Bóp thống khoái nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi New York. Có điều, ngừng truyền bá thời gian sắp đến rồi, tại lễ tạ ơn ngừng truyền bá trong lúc, chúng ta cũng chú ý làm điểm an bài. Alex, đoàn phim bên kia, đến ngừng truyền bá thời gian, đi ra ngoài du lịch, những chuyện này, ngươi an bài thoáng một phát. Lever không có quên, chính mình ra ngoài chơi, cũng đừng không để ý đến đoàn phim, lễ tạ ơn sắp đến rồi, tứ đại đài truyền hình phim Mỹ đều ngừng truyền bá, dưới bình thường tình huống, lớn đoàn phim đều thừa cơ hội này, mang theo toàn bộ đoàn phim đi ra ngoài chơi một chút, vậy cũng là quay chụp phim Mỹ một loại biến hướng quyền lợi, không phải tất yếu, nhưng lại một loại tập quán. Lever đoàn phim gần đây đều không keo kiệt, phim truyền hình quay chụp ở bên trong, vô luận là lộ phí hay vẫn là món, ăn, Phép duy đều không thích keo kiệt cùng có chút đạo diễn quay phim thời điểm kế toán đắc dụng chính mình thân thích diễn viên chỉ có thể ăn cặp lòng đựng cơm bất đồng lever vẫn cảm thấy lại để cho diễn viên cao hứng mới có thể đánh ra đến trò hay đấy đã bình thường cũng đã rất hào phóng rồi như vậy đến du lịch mùa cũng đừng keo kiệt đến đâu rồi yên tâm ta sắp xếp xong xuôi đoàn phim hội tại ngày nghỉ này đến miami nghỉ phép alexander cũng gật đầu chuyến bay liên hệ tốt rồi, bên kia nghỉ phép địa điểm cũng an bài, những chuyện này chúng ta chúng ta biết làm đến tốt nhất, diễn viên cao hứng, không vội mà tăng lương, tiền gì đều trở về rồi. Người này còn là chết nhận thức tiền. Lê lắc đầu, không tiếp tục cùng hắn so đo, cái kia đi chuẩn bị ngay đi, chúng ta cũng nên khởi hành đi New York nghỉ phép rồi. Mấy người đồng bọn lúc này đây mới tới điểm hào hứng, nhau nhau khởi hành, bắt đầu chuẩn bị đi New York hành trình mà trong phòng làm việc đi ở mặt sau cùng bớt thì là tại đem muốn đi ra văn phòng thời điểm bị lever gọi lại bớt có kiện sự tình ta nghĩ mời ngươi hỗ trợ ta liền nói ngươi không có khả năng chỉ là để cho chúng ta nghe một chút công ty có bao nhiêu tiền sự tình gì còn cần gạt bọn hắn kỳ thật cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình ta nghĩ mời ngươi giúp ta sửa chữa một cái kịch bản kịch bản phim ta muốn quay chụp điện ảnh kịch bản Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 47 Tranh thủ chống đỡ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cập nhật lúc 2014, 9, 10, 12, 15, 03 số lượng từ 3.350 đem máy bay trên bầu trời sẽ qua thời điểm Lever cùng bên cạnh hắn bớt Tại trên phi cơ bàn về đấy, đã là mới kịch bản viết cùng sinh ra. Đoạn thời gian gần nhất này, ta vẫn luôn nghĩ đến, chúng ta cần bắt đầu tay chuẩn bị quay chụp điện ảnh rồi. Tại trên phi cơ, Lever cùng Bob nói xong chính mình tư tưởng, trước một thời gian ngắn chúng ta làm phim truyền hình, xét đến cùng, hay là bởi vì chúng ta cần tại Hollywood đạt được một cái nơi sống yên ổn. Hiện tại đã chúng ta đã có nơi sống yên ổn, ta nghĩ tự nhiên chính là như thế nào càng tiến một bước ta hay vẫn là mong muốn quay chụp điện ảnh đấy, so với phim truyền hình, điện ảnh mới là chúng ta nên truy cầu đồ vật, không phải sao? Phim truyền hình đã quay chụp nửa năm rồi, Lever cũng gần như thích ứng Hollywood sinh hoạt. Trong nửa năm này, CSI tỷ lệ người xem ổn định, vô luận là tài chính hay vẫn là danh dự, đã đều tích lũy không ít. Bởi vậy, Lever trong nội tâm cũng là trục trịch, nghĩ đến điện ảnh quay chụp sự tình. Tuy nhiên hiện tại bọn hắn chế tác phim truyền hình đồng dạng có cao thu nhập cùng rất tốt tiền lợi, thế nhưng mà, phim truyền hình so với điện ảnh, dù sao không bằng. Theo trên lợi ích nói, thu xem đệ nhất phim truyền hình, so về phòng bán vé bản đệ nhất điện ảnh, thu nhập kém rất nhiều. Phim truyền hình tiền lời, tối đa cũng chính là gấp 3, 4 lần tại bỏ vốn tài chính, một bộ 10.000 vạn đồng đầu tư phim truyền hình, các loại chung quanh tiền lợi có thể thu nhập 3-4 ức như vậy chính là tiền lợi sử dụng tốt nhất rồi mà nếu như là một bộ phim, đầu tư 100 triệu, nếu như chế tác hiệu quả tốt lời mà nói, như vậy thu nhập đem là phi thường kinh người, đối với đầu tư 100 triệu điện ảnh mà nói, ba bốn ức phòng bán vé, là tương đương bình thường, không có gì có thể ăn kinh hải. Mà căn cứ 95 năm công tác thống kê, phòng vé điện ảnh chiếm cứ điện ảnh thu nhập tỷ lệ phần trăm, chỉ có 30% tả hữu, hơn nữa, tại 21 thế kỷ về sau, cái tỷ lệ này, càng là dưới hạ xuống 10% cũng chưa tới. Giữa hai người này thu nhập cực lớn sai biệt, là rõ ràng đấy. Càng đừng đề cập loại trừ thu nhập bên ngoài, phim truyền hình phương diện khác cũng không bằng điện ảnh. Lực ảnh hưởng đã nói, điện ảnh có thể toàn cầu chiếu phim, phim truyền hình rất khó có loại này mở rộng độ. Mà nghệ thuật góc độ đi lên nói, điện ảnh quay chụp, đạo diễn có thể căn cứ mình muốn biểu đạt nghĩ cách, thứ mà chính mình cần, đến an bài màn ảnh bố cảnh tình tiết mà phim truyền hình quay chụp bình thường được nhân nhượng diễn viên thời gian còn phải cân nhắc các minh tinh nghiệp dư các loại tình huống cái nào càng giàu có tính nghệ thuật vừa xem hiểu ngay huống chi phim truyền hình chế tác lớn nửa năm trôi qua trên cơ bản nhất định phải mỗi ngày ngâm mình ở studio loại trừ phim truyền hình sự tình cái gì cũng không làm được quay chụp chu kỳ bỏ vốn độ mạnh yếu cũng muốn so điện ảnh đại làm việc mệt mỏi kiếm tiền ít, hơn nữa thanh danh còn không tốt, đây cũng chính là vì cái gì, phim truyền hình công tác người liều sống liều chết cũng muốn hướng trong phim ảnh toán chui vào, mà điện ảnh hành nghề người, tham diễn phim truyền hình, trên cơ bản chính là chơi phiếu vé tính chất. Ta gần đây vẫn luôn đang nghĩ, nửa năm trước thời điểm, chúng ta vì đánh cho khắc phục khó khăn, mới lựa chọn đầu tư phim truyền hình. Hiện tại phim truyền hình làm ra ngoại ý định được, trong tay chúng ta có tiền rồi, phương pháp cũng đều mở ra, Chúng ta cũng không nên trung thực trầm mê ở phim truyền hình quay chụp rồi, liền cái điện ảnh đều không quay chụp, thật sự không coi là chân chính đạo diễn, ta cũng muốn, nếu có cơ hội, phải hay là không nên đi quay chụp điện ảnh rồi. Lê cùng bóp nói chuyện, lời của hắn, cũng có chút thử ý tứ hàm xúc. Hắn nghĩ biết, bóp bọn hắn nghĩ như thế nào đấy. Ta vừa rồi cũng đang nghĩ, nếu quả thật nếu quay chụp điện ảnh mà nói, ta nghĩ chúng ta cũng mới có thể lấy tới một số đầu tư rồi bóp đáp ứng trong giọng nói mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt có điều nhìn ra được hiện tại có tiền đâu hắn xác thực đã cẩn thận được hơn nhiều chỉ là nico thứ cho ta nói thẳng quay chụp điện ảnh lời mà nói chúng ta liền phải cần một cái rất tốt kịch bản nếu như chúng ta không có một cái nào tốt cố sự điện ảnh cũng rất khó thành công lao nico ta biết ngươi gần đây đều là có tiếng thủ tâm đấy thế nhưng mà đừng quá sốt ruột có thể tại trong vòng hai năm tìm được một cái tốt kịch bản đối với chúng ta mà nói như vậy đủ rồi hơn nữa nếu quay chụp điện âm lời mà nói tay của chúng ta đầu cũng có hai bộ tiểu thuyết cải biên quyền cái kia phải hay là không tốt hơn hai năm lê vơ nở nụ cười một tiếng nhưng không có nói nhiều bóp trong lời nói lộ ra đến đấy cùng hắn nói là cẩn thận còn không bằng nói là bảo thủ nửa năm lúc trước bọn hắn còn hai bàn tay trắng một đám không có tiền người làm liều chết đánh cược một lần bọn hắn có thể lựa chọn sử dụng đủ loại thủ đoạn bất kể một cái giá lớn làm sự tình nửa năm trước công ty ngược lại đã cùng đến nhà làm phim truyền hình cũng tốt điện ảnh cũng tốt chỉ cần có cái đường ra bọn hắn liền sẽ làm tất cả mà hiện tại bọn hắn đã xem như có tiền nhưng đáng tiếc chính là lever cũng rất hoài nghi các bằng hữu của mình sẽ hay không đồng ý đem tiền đều ném đi làm điện ảnh thu nhập ăn bữa hôm lo bữa mai người, đánh bạc mệnh đi làm một lần thu nhập hơn triệu công tác, bọn hắn nguyện ý thu nhập hơn triệu người, đi mạo hiểm nửa đầu tư, đã có thể khó khăn. Lê cũng biết tình huống như vậy khả năng phát sinh, cho nên... Hắn mới mong muốn trước thăm dò thoáng một phát các bằng hữu của mình thái độ sau đó lại bắt đầu quay chụp điện ảnh. Bỏ ra thời gian nửa năm, Lever mới để cho mình những người hợp tác bắt đầu lý giải chính mình màn ảnh ngôn ngữ thói quen, hiểu rõ chính mình thói quen sử dụng thế nào quay chụp kỹ xảo, hiểu rõ chính mình viết kịch bản từ sự kỹ xảo, chuyện này đối với viết kịch bản, quay phim, các phương diện chuẩn bị đều rất có ích lợi. Đạo diễn trình độ là chịu đến chính mình người chung quanh ảnh hưởng đấy, đoạn phim trình độ cao, đạo diễn quay chụp thức dậy liền thuận tiện, đoạn phim không phối hợp, cho dù tốt đạo diễn cũng chơi không chuyển. Nếu như mình thành viên tổ chức không giúp đỡ chính mình, điện ảnh rất khó quay chụp được, quay chụp điện ảnh lúc trước, trọng yếu nhất, nói đúng là phục người khác trợ giúp chính mình, phương diện này là tuyệt đối không thể thỏa hiệp đấy. Giót giờ Lucas nói câu nào? Điện ảnh quay chụp không phải một cái kiên trì quá trình, mà là một cái buông tha cho quá trình. Tại quay chụp trong quá trình, đủ loại tình huống ngoài ý muốn đều có thể cải biến điện ảnh quay chụp tiến trình. Có nhiều thứ không thể khống, ví dụ như thời tiết, ví dụ như tài chính, ví dụ như kỹ thuật điều kiện không đạt được, những này đều rất dễ dàng tạo thành tiếc núi, bởi vậy, theo Lever, mong muốn trình độ lớn nhất để cho mình điện ảnh giữ lại có hiệu quả như mình muốn, như vậy tại có thể tranh thủ địa phương, cũng đừng có buông tha cho. Các bằng hữu của mình chống đỡ, cực kỳ quan trọng. Quay chụp điện ảnh sự tình, hắn cái thứ nhất thông tri chính là Alexander. Đối với hắn ý nghĩ này, Alexander là giơ hai tay đồng ý đấy. Bởi vì Alexander rất rõ ràng, điện ảnh mang đến thu nhập như thế nào cũng biết vượt qua phim truyền hình đấy. Mystery là thứ công ty nhỏ, công ty nhỏ mong muốn kiêu ngạo, hay vẫn là cần cân nhắc chế tác điện ảnh mà không thể lưu luyến phim truyền hình chế tác. Các đại công ty ở phương diện này cùng công ty nhỏ bất đồng, Columbia, Fox, Disney, bọn hắn đều chọn chế tác phim truyền hình. Đây là bởi vì điện ảnh đầu tư nguy hiểm lỗi nặng phim truyền hình, tuy nhiên khả năng kiếm lớn, nhưng là cũng có thể là lỗ lớn. Những đại công ty này nắm trong tay lấy đài truyền hình, bọn hắn có truyền bá môi giới, đã có truyền thông làm làm hậu thuẫn, toàn bộ dây truyền sản nghiệp liền đều ở trong tay bọn họ, thu nhập so với phim truyền hình chế tác công ty mạnh không biết bao nhiêu, đem tài chính vùi đầu vào phim truyền hình chế tác ở bên trong, bọn hắn có khả quan tiền lợi, còn không có gì nguy hiểm, bọn hắn dĩ nhiên là làm như vậy. Mà công ty nhỏ nếu không nghĩ tới chính mình chế tác điện ảnh, mà trầm mê ở phim truyền hình thành công, cả đời thành thành thật thật làm công, vấn đề không lớn, nhưng là muốn kiếm nhiều tiền, cái kia là phi thường khó khăn đấy. Coi như là Bruce biển lặng yên như vậy kim bài phim truyền hình người chế tác, đồng dạng được cân nhắc đầu tư đến điện ảnh trên thị trường, chế tác điện ảnh kiếm tiền, cũng là bởi vì hai cái này tiền lời bất đồng. Alexander bị nhẹ nhõm thuyết phục, mà Bob xem ra, giống như có lẽ đã có chút đãi tại an nhàn rồi, cũng may, Lever đã sớm nghĩ kỹ đối sách, nên như thế nào thuyết phục hắn rồi. Cái kia hai bộ tiểu thuyết tạm thời để xuống đi, ta không quá ưa thích nhật ký tình yêu, cái loại này tinh khiết phim tình yêu, ta đoán chừng ta đập không tốt. Mà sàn đấu sinh tử ta mong muốn đổi thành điện ảnh, cần rất cao quay chụp kỹ xảo, ta đoán chừng ta hiện tại quay chụp rất khó quay xong rồi. Đối với bằng hữu của mình, Lever cũng không quan tâm nói ra chính mình đối với quay chụp sàn đấu sinh tử còn cũng không đủ tin tưởng nếu như là không có xem qua phim chơi quay chụp cái kia một bộ thì cũng thôi đi tại trong trí nhớ giữ lại cái kia một bộ bóng hắn rất khó quay chụp ra đến phong cách của mình ta nghĩ lấy chính là một cái khác kịch bản nói đúng ra là một cái cấu tứ ta cần một người cho ta viết kịch bản giúp ta một việc đi cái này bộ kịch bản thu nhập có lẽ không tính quá tốt có điều ta dám cam đoan cái này bộ kịch bản tuyệt đối là oscar cấp bậc tốt kịch bản bob hiện tại có tiền rồi lại dùng tiền đã động hắn liền khó khăn như vậy liền cho hắn tên tốt rồi phim truyền hình xác thực rất kiếm tiền chẳng qua phim truyền hình biên kịch tại danh khí lên thua xa tại điện ảnh biên kịch đối với một cái kịch gia mà nói lại có cái gì so oscar càng khả năng hấp dẫn người đây này nói chuyện lever cũng theo trong bọc của mình móc ra chính mình trong khoảng thời gian này làm kịch bản kịch bản rất dậy qua loa đóng sách cùng một chỗ không giống như là chăm chú chuẩn bị qua đấy chẳng qua đổ nhìn ra được là trải qua thời gian dài chuẩn bị đấy kịch bản phim sáng tác không phải một cái đơn giản quá trình so với việc phim truyền hình kịch bản nó là càng thêm khó khăn đấy phim truyền hình viết kịch bản chỉ cần dùng đơn giản ngôn ngữ đánh dấu thoáng một phát nhân vật thần thái cùng ngữ khí là được rồi ngược lại phim truyền hình mà thôi thanh âm nghẹn ngào cùng lệ rơi đầy mặt đều là biểu hiện nhân vật thương tâm ai sẽ để ý quá nhiều khác biệt một tuần thời gian muốn quay chụp một tập còn muốn cầu quá nhiều biên kịch cùng diễn viên cường đại trở lại cũng làm không được mà kịch bản phim bất đồng kịch bản phim cần càng cẩn thận coi như là dù thế nào viết ngoáy kịch bản phim cũng phải vẽ ra đến phân cảnh vẽ ra đến bố cảnh đối với điện ảnh mà nói tương tự một cái tràn cảnh gần cảnh viễn cảnh chụp xuống nhìn thẳng đều là có thêm khác nhau rất lớn đấy một số thời khắc đều là bày ra đạo diễn ý đồ đấy màn ảnh là rất biết nói chuyện đấy những này không thể qua loa bởi vậy kịch bản phim tại nhiều khi xem ra càng giống là tranh liên hoàn mà không phải văn tự thuyết minh hơn nữa bởi vì sáng tác thời gian rất dài hơn nữa có chút kịch bản bị xóa và sự lộn xộn rất khó đóng dấu bởi vậy hứa lâu dài đều là dùng bản thảo mà không phải đóng dấu bản đấy có lẽ là lever kịch bản chuẩn bị vô cùng được đã động bóp bóp ngồi thẳng người nhận lấy lever bản thảo trở mình bắt đầu chuyển động, Nico, cái này kịch bản là bản gốc đấy, hay vẫn là cải biên hay sao? Không phải cải biên đấy, đây là tự chính mình làm ra đến kịch bản. Kịch bản danh tự, gọi là cuộc sống của những người khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Điện ảnh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cập nhật lúc 2014, 9, 10, 12, 16, 38 số lượng từ 3.340 máy bay theo Los Angeles đến New York Chẳng qua cũng chính là thời gian 5, 6 tiếng Thế nhưng mà liền trong thời gian ngắn mũi này Bob theo lever chỗ đó lấy được mới kịch bản Đã đủ để cho hắn hưng phấn không thôi rồi Cho tới nay, Bob đều cho rằng Mình là một tương đương có tư tưởng người hắn không giống Alexander như vậy, chỉ biết kiếm tiền, căn bản mặc kệ tính nghệ thuật cùng điện ảnh sản nghiệp. Hắn cũng không giống Clark như vậy, chỉ nhận nghệ thuật căn bản mặc kệ khách quan tình huống, cùng chết cũng phải truy cầu nghệ thuật. Hắn vẫn cho rằng, mình có thể nhiều phương diện chiếu cố suy nghĩ, chính mình so với bọn hắn đều cường. Bởi vậy, tại Lever điện ảnh mộng lại lần nữa bắt đầu lúc phát tác, hắn đưa cho Lever một cái so sánh nghiêm cẩn khuyên nhủ. Có tốt kịch bản còn muốn lấy điện ảnh, không có tốt kịch bản, liền trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đây là một cái biên kịch cần có thái độ, tuy nhiên hắn cũng đã được nghe nói, có chút đạo diễn quay phim, không quá ưa thích dựa theo kịch bản ra, thậm chí có chút cực phẩm đạo diễn, cầm mấy trương phi trang liền dám quay phim, kịch bản. Đến bắt đầu quay chụp lúc lại viết. Như vậy đạo diễn có lẽ là nước bình chân vô cùng cao, có lẽ là thật sự có nghệ thuật gia tiêu sái ông ấp tình cảm, nhưng bớt cho rằng làm đủ đủ chuẩn bị, so với tin tưởng chính mình tại văn chương càng tốt hơn, điện ảnh quay chụp là nhiều người hợp tác quá trình, cũng không đủ chuẩn bị, đã có đầy đủ tài văn chương, cũng không cách nào bày ra. Lê lúc này đây, chuẩn bị liền đầy đủ được, bóp không biết hắn chuẩn bị bao lâu, lại biết hắn có đầy đủ tốt kịch bản, nói kịch bản không quá thỏa đáng, bởi vì đây chỉ là cái cấu tứ, phân cảnh củng cố sự đại khái mặc dù có rồi, thế nhưng mà lời kịch, ngôn ngữ phương diện còn cần trau chuốt mà muốn đem cái này cấu tứ hoàn thành còn phải bóp xuất mã cực kỳ tốt nghĩ cách cái này lấy tài liệu phạm vi kịch bản vẫn chưa có người nào viết qua hơn nữa cái này kịch bản đầy đủ trầm trọng đầy đủ vĩ đại là thứ hiếm có nghĩ cách nico đây là ý kiến hay ngươi như thế nào nghĩ ra lời của hắn lại để cho lever cũng rụt rè nở nụ cười bóp thấy được niềm kiêu ngạo của hắn đối với hắn lại giơ ngón tay cái lên viết xuống như vậy kịch bản xứng đôi bất luận cái gì khen ngợi. Trong phim ảnh dày nhất trùng đề tài, tự nhiên là chính quản lý mảnh, mong muốn quay chụp chân thật, trầm trọng, chạm đến linh hồn cùng nhân tính, phản ánh thời đại bóng phi thường khó khăn. Mà mong muốn thông qua quay chụp tiểu nhân vật sinh hoạt, đạt tới phản ứng thời đại mục đích, càng là khó càng thêm khó. Những này khó khăn, lever tư tưởng tất cả đều giải quyết, bất tự nhiên cũng tán thưởng. Bóp cùng hỷ, đã nói cho Lever thái độ của hắn rồi, xem ra, bộ phim này quay chụp, hắn cũng là không có bất kỳ ý kiến được rồi. Phản ứng như vậy, không ra ngoài Lever đoán trước. Hắn đối với cái này kịch bản, có đầy đủ tin tưởng. Với tư cách 21 thế kỷ về sau, xuất sắc nhất điện ảnh một trong, bộ phim này tuyệt đối có thể chinh phục bất luận cái gì bắt bẻ biên kịch, nói cách khác. Lever như thế nào sẽ trực tiếp liền lựa chọn đập cái này một bộ châu Âu điện ảnh? Lever đối với hắn đánh thủ thế, ra hiệu hắn không muốn đánh thức ngủ Clark cùng Michael, hắn lựa chọn bộ phim này đương nhiên là có lý do, sau này hãy nói cũng không muộn, nói nhỏ chút âm, ta còn không có nói cho Clark bọn hắn, đợi được ta nói cho bọn hắn về sau, chúng ta lại đàm phán bộ phim này cấu tứ. Hiện tại ta nói cho đúng là, nếu như ngươi cảm thấy thỏa mãn lời mà nói, như vậy ngươi còn phải giúp ta một việc. Bộ phim này kịch bản mong muốn hoàn thiện, cần kiểm chứng khá nhiều tài liệu tương quan, tại Hollywood kìm nén, không có khả năng đem kịch bản viết xong. Ta đi châu Âu, tìm đọc tư liệu, thực địa khảo sát. Bob lập tức làm trả lời, đã cố sự phát sinh ở Đông Đức, như vậy, mong muốn sáng tác tốt rồi kịch bản, tự nhiên cũng muốn đi Đông Đức tra tư liệu, chuyện nhỏ này, Bob hay vẫn là hiểu rồi đấy, có điều, nếu như ta đi châu Âu, như vậy bên này phim truyền hình quay chụp làm sao bây giờ? bên này biên kịch danh tự ngươi trước treo sống ta thay ngươi làm chính là ngươi là thay ta làm việc chuyện bên này ta tự nhiên có thể làm lê vơ lập tức liền làm trả lời đã như vậy bất tự nhiên không có gì phản đối rồi hắn gật gật đầu lập tức đồng ý như vậy qua vài ngày sau ta sẽ lên đường tiến về trước châu âu chỉ là chuẩn bị cái này kịch bản ngươi hy vọng ta tại bao lâu thời gian ở bên trong hoàn thành không vội ngươi trước viết kịch bản ta cũng phải trước ở bên cạnh đem phim truyền hình đập xong phim truyền hình một bên đập ta có thể cho clark đi trước tìm diễn viên làm tiền kỳ trù bị đợi được tiền kỳ trù bị làm xong chúng ta phim truyền hình không sai biệt lắm đệ nhất quý cũng là hoàn tất rồi cho đến lúc đó chúng ta mới có tiền quay chụp điện ảnh lever mới mở miệng cũng đã đem thời gian cho phi thường dư giả rồi kỳ thật đầu tư điện ảnh còn có thể có một cái khác biện pháp chính là đi công ty lớn kéo tới đầu tư lever hiện tại coi như là có chút danh tiếng rồi hắn mong muốn thử nghiệm điện ảnh thị trường chỉ cần có cái không sai tốt kịch bản làm ra một ít đầu tư quay chụp điện ảnh hay vẫn là không khó nhiều hơn không dám nói hai ba nghìn vạn hay là có người nguyện ý cho đấy chỉ là như vậy quay chụp điện ảnh cũng rót đã định chưa bao nhiêu quyền lợi bất kỳ địa phương nào bất kỳ dưới chế độ có nhiều thứ đều là không thay đổi Ai có tiền ai là đại gia, 6 công ty lớn đúng là rất có tiền, có điều lại để cho bọn hắn đầu tư, bọn hắn cũng không có khả năng chẳng quan tâm, ít nhất phải phái cái nhà sản xuất tới, mà ở Hollywood, nhà sản xuất gần đây định đoạt với tư cách đạo diễn Lever, mong muốn cầm tới cuối cùng các nối biên tập quyền, chỉ sợ liền chuyện không phải dễ dàng như vậy, tại Hollywood, chân chính có cuối cùng các nối biên tập quyền đạo diễn, tổng cộng cũng chính là như vậy tầm 10 vị, hiển nhiên, Lever không ở trong đám này. Nếu như nếu như không muốn bị công ty điện ảnh tầng tầng áp chế, như vậy, biện pháp tốt nhất chính là mình làm nhà đầu tư. Mình làm nhà đầu tư lời mà nói, quay chụp phạm vi cũng tốt, quay chụp nội dung cũng tốt, đều đã có lớn nhất tính linh hoạt, có thể theo chính mình cao hứng đến rồi, làm như vậy duy một trắc trối ngay tại ở bởi như vậy, điện ảnh thất bại về sau, bồi thường tiền cũng là tự mình. Mystery là thứ công ty nhỏ, tài chính không nhiều lắm, có thể nói csi lợi nhuận đến tài sản chính là bọn họ toàn bộ tài sản rồi vạn nhất đập đập phá bộ phim mấy người bọn hắn liền từ nhân sĩ thành công trong vòng một đêm về tới mặt trệt thời đại rồi ta nghĩ qua đấy chúng ta quay chụp điện ảnh không phải là cái gì quá đại quy mô điện ảnh đó là của ta bộ thứ nhất chính thức điện ảnh ta cũng chỉ là tại nếm thử đầu tư vốn cũng sẽ không quá lớn ta đoán chừng qua có một hai ngàn vạn lời mà nói không sai biệt lắm là đủ rồi nếu như chuẩn bị nửa năm lời mà nói chúng ta nói không chừng có thể làm đến 20 triệu tiền nhàn rỗi đến lúc kia chúng ta cũng có thể đầu tư quay chụp chính mình điện ảnh rồi đối với lever lời mà nói bob im lặng một hồi con lập tức nở nụ cười khổ công ty của chúng ta coi như là rất thành công nữa à thấy thế nào đi lên hay vẫn là nghèo như vậy tùy tiện đập cái điện ảnh là có thể khiến cho tán gia bại sản chúng ta còn chưa đủ phú a à? đúng vậy a à, chỉ là 20 triệu đầu tư mà thôi, thậm chí ngay cả chút tiền ấy đều không có, đối với cái này, Lever cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Cũng tốt, ngươi đã nói như vậy rồi, như vậy, ta liền không nóng nảy rồi, kịch bản phim, ta có thể chậm rãi chuẩn bị. Yên tâm, ta một điểm tìm đọc tốt rồi tư liệu, làm được tốt nhất. Chỉ là, 20 triệu đầu tư, thật sự đủ sao? Lever gật gật đầu, ở trong mắt hắn xem ra, tuyệt đối đã đủ rồi. 20 triệu đầu tư, theo Lever đã đầy đủ rồi, hắn không muốn quay chụp đặc biệt gì cảnh tượng hoành tráng điện ảnh, hắn chính mình biết mình tận lực, tràn diện quá lớn, hắn cũng lo lắng cho mình khống chế không nổi. Nếu như điện ảnh không phải truy cầu cảnh tượng hoành tráng, truy cầu động tác điện ảnh, như vậy 2.000 vạn đầu tư, trên cơ bản cũng là vậy là đủ rồi. Đã có 2.000 vạn, hắn có thể dựng phòng quay phim, dùng bất luận cái gì quay phim thủ pháp, sử dụng tốt nhất đoàn đội phụ trách phối âm đợi chung quanh công tác hơn nữa còn có thể dùng thừa ra tiền mời mời một ít chân chính tốt diễn viên nếu như không phải buôn bán lớn chế tác lời mà nói như vậy mời diễn viên tiền có thể còn lại tương đối lớn một bộ phận cũng có thể mời đến rất diễn viên giỏi những này bob cũng hiểu rồi suy nghĩ một lần về sau hắn cũng đồng ý lever cách nhìn chỉ là đối với tình huống như vậy bob cũng hơi xúc động không thôi nếu như bồi rồi chúng ta một năm này chính là làm không công rồi. Bob hồi đáp. Lever nhún nhún vai, hắn đối với cái này không cách nào phản bác. Hắn không thể bảo đảm, chính mình là có thể 100% thành công. Chúng ta một năm này, hưởng thụ lấy cấp cao nhất sinh hoạt, thanh danh cũng biến thành lớn hơn, cho dù là công ty của chúng ta không tiền rồi, chúng ta coi như là đã kiếm được, ít nhất so với trước kia chúng ta tại Hollywood không lý tưởng thời điểm tốt hơn nhiều. Bóp đột nhiên lời nói xoay chuyển, chúng ta mùa hè thời điểm thành công một lần, hiện tại chúng ta đã có trước rồi, như vậy, chúng ta ngại gì lại đánh cuộc một lần. Đánh bạc thắng, có lẽ chúng ta lợi nhuận càng lớn, hơn thua cuộc, chúng ta còn có thể so sánh trước kia càng kém sao. Huống chi, chính là thua cuộc, chúng ta cũng không quá đáng là một năm này làm không công mà thôi, có CSI tại, chúng ta đủ để sống bằng tiền dành dụng ăn được 10 năm. Bóp như thế thông tình đạt lý lại để cho lever có chút có chút giật mình hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bob bob nhưng chỉ là cười cười nico ta không phải một cái có rất lớn năng lực người nhưng này không ngại ta cũng ưa thích nằm mơ ban ngày ta biết tâm tư của ngươi so tâm tư của ta lớn đấy lại để cho ngươi mỗi ngày quay chụp phim truyền hình ngươi khẳng định không chịu nổi tịch mịch ngươi sớm muộn cũng là muốn trở lại thế giới điện ảnh con đấy ta khuyên ngươi Bất quá là hy vọng vừa rồi bi kịch không muốn lần nữa trình diễn mà thôi. Tiền lên tất cả đều dễ nói chuyện, bồi bao nhiêu ta đều chịu đựng được rất tốt, mấu chốt là ngươi, ngươi phải chịu được đả kích. Vừa rồi sau khi thất bại chuyện đó xảy ra, là thứ ác mộng. Bóp lời mà nói, lại để cho Lever đã trầm mặc một lát. Hắn vốn cho rằng đã có tiền về sau, bóp mà bắt đầu biến không muốn phát triển rồi, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, bóp lo lắng không phải tiền mà là hắn người bạn này trong lòng năng lực chịu đựng. Lê Vơ trầm mặt một hồi, sau đó mới nhẹ gật đầu, yên tâm, hiện tại ta, cái gì đã kích đều chịu đựng được rất tốt. Tuy vậy, tốt nhất cũng là không có bất kỳ đã kích mới tốt. Bóp cười cười nói, kỳ thật ta cũng đã nhìn ra, ngươi hiện tại so trước kia phát triển hơn nhiều, chỉ là con người của ta, khả năng trời sinh chính là nghĩ đến tương đối nhiều đi. Nghĩ đến nhiều là chuyện tốt, dù sao cũng hơn toàn cơ bắp người tốt ta hiện tại liền phát sâu nếu như của ta cấu tứ cờ lát không thích ta nên nói như thế nào phục hắn đi theo ta quay chụp mới kịch xử lý vô cùng chúng ta trạm tiếp theo thế nhưng mà victoria secret bữa tiệc bữa tiệc coi trọng ngươi nhiều rót hắn hai chén giúp hắn tìm xinh đẹp con gái cam đoan hắn suy nghĩ năng lực thẳng tấp hạ thấp ngươi nói cái gì hắn cũng có thể thông qua chỉ sợ đến bữa tiệc lên ta có thể so với hắn càng trước một bước quá chén chính mình đây Lever cũng nở nụ cười, trước hưởng thụ lấy buổi tối đó, sau đó lại nói cái khác a, à, buổi tối hôm nay, trước chơi cái thống khoái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.